tử khi tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật. Đức dễ dàng nhận ra rằng chúng ta có một số sách vở tương đối không có nhiều đề cập đến cuộc đời của Đức Phật. Và ở trong những số đó thì một quyển sách mà viết tương đối là cho chúng ta đủ cái khái niệm về cuộc đời Đức Phật thì không có nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là một vài cái tập sách mà Việt Nam rất là quen thuộc, như là quyển sách Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cương, hay là quyển Đức Phật Tổ Cổ Đàm Pháp Sư Thông Kham, hay hoặc giả là sau này thì có một bộ sách cũng phổ biến, đó là bộ Đường Sư Minh Đắc của Thiền Sĩ Nhật Hạnh v.v. Thì thứ gì, một vài tác phẩm thì nghiêng về có tính cách là tiểu thuyết mang nhiều cái hư cấu, một phần khác, một quan điểm khác nữa là như là những cái sưu tập rời rạc những bài pháp, những cái đoạn kinh văn hơn là một cái tổng hợp mà mang cái tính cách như một công trình viết về sử liệu. Lý do rất là dễ hiểu là nếu quý Phật tử nào đã đọc vào trong Tam Đại Kinh Điển thì chúng ta không thấy có một cái bộ kinh nào ở trong Kinh Tạng mà chỉ đặc biệt viết về cuộc đời của Đức Phật như là một sắp xếp nó có tính cách là thứ lớp theo biên niên sử và tổng hợp. Có thể nói là một tác phẩm tương đối đầu tiên xuất hiện trong nền văn học Phật giáo khoảng chừng thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch đó. Đó là quyển Buddha Charita hay là Phật Bản Hạnh của Ngài Mã Minh. Thì tác phẩm này thứ vị lại đem vào rất là nhiều những cái hư cấu ở trong thời gian sau này, cho chúng ta một số cái tài liệu cũng tương đối quan trọng về sự sắp xếp. Nhưng mà kỳ thật mà nói đó, thì nếu chúng ta đối chiếu với Kinh Tạng Pali đó, Ngài Mã Minh đó, Ngài là một vị luận sư của Phật giáo Đại Thừa. Và về sau này thì chúng ta có một vài quyển bằng tiếng Anh như là quyển The Light of Asia, tức là quyển Vầng Sáng Á Châu, Ánh Sáng Á Châu của Edwin Arnold, thì thứ vì nó là một tập thi hóa. Ở Việt Nam thì chúng ta có một cái bản đường thi rất là công phu, tương đối là một cái cống hiến quan trọng của Pháp Sư Giác Chánh là quyển Đấng Thiên Nhân Sư Gotama, cũng bằng trường thi. Nhưng mà những tác phẩm này không thể xem là một cái sử liệu về cuộc đời của Đức Phật. Trước hết thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng Tam Tạng Kinh Điển Bali, chúng ta không nói đến Kinh Điển của Đại Thừa, không có một tập nào mà được xem như là một tác phẩm, được viết đúng nghĩa là tác phẩm, mà thay vào đó là những cái sưu tập, và những sưu tập trong nhiều cái mảng rời rạc khác nhau. Và những sưu tập này, nhất là Kinh Tạng, thì được phân theo cái hình thức thí dụ như dài gọi là trường bộ, trung bình gọi là trung bộ, hay là có những hệ với nhau một đề tài gọi là tương ưng, hay là mang hình thức pháp số gọi là tăng chi, và những đoạn khác như là tiểu bộ. Nhưng mà cái sự phân chia này đó dựa trên cái hình thức hơn là cái nội dung. Chúng ta nói đến một cái sưu tập. Thì thưa quý vị, chính Đức Phật và các đệ tử thì chưa bao giờ có cái ý để tạo nên những tác phẩm, mà thay vào đó đó thì các ngài chỉ truyền dạy, hình thức truyền dạy mà sau này tôn giả Upali và ngài Ananda
là kết tập lại cho một cái hình thức rất là quen thuộc của nền giáo dục thời bấy giờ, đó là hình thức truyền khẩu. Như vậy thưa quý vị, như ngài Sonat, một bậc danh tăng thế kỷ trước của Tích Lan đó, khi mà ngài viết về cái pháp niệm hơi thở, thì ngài có nói rằng riêng về pháp tu tứ niệm xứ, và nói một cách cụ thể hơn là một cái phần rất là quan trọng của tứ niệm xứ đó là niệm hơi thở, thì không phải chỉ đọc một bài kinh mà có thể đọc cả mấy mươi bài kinh rồi mới đúc kết lại. Thì trường hợp mà đó là trường hợp chúng ta nói về thiền, nói về pháp niệm hơi thở, nó đã như vậy rồi, thì khi mà nói về cuộc đời Đức Phật thì không khác hơn. Nghĩa là trong cả Tam Tạng Pali và Sớ Giải đó, thì một vài chi tiết nằm ở đây, vài chi tiết nằm ở kia. Những cái chi tiết mà căn bản thì tìm thấy trong Chánh Đạt, còn những cái chú thích thì phần lớn nằm rời rạc ở trong Sớ Giải. Và thứ gì, ít khi mà chúng ta có một tác phẩm mà đúng nghĩa như là một cái quyển sách như là ngày hôm nay chúng ta được viết, tức là có một cái bố cục được phân bố đồng từ đầu chí cuối. Về điểm này thì nó tạo nên một cái sự khác biệt giữa kinh điển Phật giáo Đại Thừa và kinh điển Pali. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa, những bộ kinh như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, hay là Đại Bát Niết Bàn, hay là kinh Bảo Tích, vân vân, thì quý Phật tử sẽ, vị nào mà quen kinh điển Đại Thừa thì nó là một tác phẩm có một sự phân bố rõ ràng về nội dung từ đầu chí cuối, được viết ra với một cái chủ đích rõ ràng. Nhưng mà ở trong kinh điển Pali thì không có như vậy. Dạ, chúng ta nghe một đề kinh, thí dụ như quý vị, chúng ta đang bị tướng ưng bộ. Tướng ưng bộ có nghĩa là một cái sưu tập mà ở trong đó có những bài kinh mà nó có liên hệ với nhau. Ví dụ như chúng ta đang học qua cái tương ưng về ác ma, tức là nhiều bài kinh nói đến ác ma, thì đưa vào trong một chương về ác ma, hay tương ưng cô sá lá, thì là nhiều bài kinh chúng ta học để nói về vua Vasenadi, tức vua Ba Tư Nạc ở xứ cô sá lá, hay là tương ưng chư thiên chẳng hạn. Thì như vậy đó, cái sự phân loại của kinh điển Minh Nam Tông đó vẫn căn bản dựa trên hình thức. Còn về nội dung á, thì thưa quý vị, chúng ta phải học ở đây một chút, ở kia một chút. Bởi vì sao? Bởi vì những bài kinh này là kết tập lại những giai thoại, những bài pháp ngắn, những câu chuyện. Có nhiều khi không phải là một bài pháp, chỉ là một câu kể thôi. Từ một trường hợp nào đó mà Tôn giả Ananda tự thân được nghe mục đích, hay là nghe lại. Dạ, nghe lại. Thí dụ như bài nào mà ngài tự ngài nghe lại thì nói là ở tại Savatthi. Còn bài nào mà nghe được Đức Phật kể lại, hay nghe chư tỳ kheo, các vị thánh tăng kể lại, thì các ngài gọi là Eumisutang, tôi được nghe như vậy. Thì thưa quý vị, những bài kinh này đó, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác, một cảm giác giống như trong kinh Pháp Cú, đó là từ những cái đó hoa dại ở trong rừng, một người khéo tay kết thành những tràng hoa tươi đẹp. Dĩ nhiên kinh Pháp Cú nói Đức Phật là một hình thức khác, nhưng mà chúng ta đi vào cái vườn hoa chánh pháp, đi vào trong cái thế giới của kinh điển đó, thì quý Phật tử sẽ dễ dàng nhận thấy rằng rất là nhiều những Phật ngôn, những lời dạy của Đức Phật, lời dạy các đệ tử Đức Phật, hay là sự kiện, những cái giai thoại lịch sử nằm ở chỗ này một chút, ở chỗ kia một chút. Đôi khi quý vị nếu lắng nghe chư tăng giảng đó, thì trong một bài pháp thôi, những bài pháp thì nó là một sự tổng hợp của nhiều cái giai thoại, nhiều sự kiện xảy ra và tìm thấy ở trong nhiều cái kinh điển khác nhau. Vì vậy chúng ta muốn nói đến một cái hình thái của nền giáo dục Phật pháp
ở trong buổi sơ kỳ đó là dựa trên văn học truyền khẩu. Văn học truyền khẩu ở đây đó tức là nó vắng bóng những tác phẩm, và những tác phẩm mãi cho đến thế kỷ thứ nhất của Tây lịch, tức là hơn 500 năm sau khi Đức Phật ngài viên tịch, thì mới có những tác phẩm đồ sộ được viết mà có cái lớp lang hẳn hoi với cái bút chặt chẽ như trường hợp Kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Còn thời Đức Phật còn tại thế thì thưa quý vị, chúng ta không thấy có cái hình thức như vậy. Nên đây là một cái trở ngại. Và nếu quý Phật tử mà có dịp đi vào trong thế giới kinh điển á, thì lại thấy một điều là một trong những cái ảnh hưởng lớn về cuộc đời của Đức Phật mà chúng ta được học á, hay là những câu chuyện liên quan á, đến từ các bản sớ giải, ở trong đó là sớ giải Chanaka, tức là sớ giải Túc Sinh Truyện, hay là những câu chuyện tiền thân. Và một cái sớ giải khác đó là một sớ giải Kinh Pháp Cú. Trong thời gian sắp tới, mà Hòa Thượng Thời Siêu giảng về lớp phạn học Phạn ngữ của Kinh Pháp Cú đó, thì quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, là bởi vì mỗi một bài kệ đó đều liên quan đến một chuyện tích. Nhưng mà nếu vị nào mà có đọc cái bản mà tích truyện Kinh Pháp Cú, mà rất là may mắn là chúng ta có bản dịch rất đẹp do cái tu viện Viên Chiếu ở Việt Nam thực hiện đó, thì cái bản tích truyện Kinh Pháp Cú đó cho chúng ta nhiều nhiều chi tiết và về cái bối cảnh sống thời Đức Phật còn tại thế, những giai thoại liên quan các đệ tử. Và như vậy thì thưa quý vị, ở trong chánh tạng mà qua cái lời thuật của tôn giả Upali và tôn giả Anan đó, thì thưa quý vị, chúng ta không có nhiều cái chi tiết về những sự kiện như, mà trái lại trong các cái bản sớ giải của Túc Sinh Truyện và Kinh Pháp Cú thì chúng ta lại có rất là nhiều. Đây là điều mà quý Phật tử nên để ý, nên thấy. Do vậy quý vị mà gặp một vị sư bình thường có thể ở chùa mấy mươi năm nhưng mà không có quan tâm về lịch sử đó, thì đôi khi sẽ thấy rằng các vị có thể đưa ra rất nhiều câu chuyện về Đức Phật, nhưng bảo rằng cái gì xảy ra trước, cái gì xảy ra sau đó, thì hình như là rất là khó, và rất khó biết câu chuyện nào xảy ra trước, câu chuyện xảy ra sau. Ví dụ như là Đức Thế Tôn đã trở về thành Ca Tỳ La Vệ lúc mà Rahula mới đi tu á, năm 7 tuổi đó, thì mình còn biết được thời gian. Nhưng mà khi vua Tịnh Phạn mà bị bệnh nặng và được Đức Phật cái độ chứng qua A-la-hán viên tịch thì có nhiều vị cũng mù mờ. Rồi có những lần mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, phải cân nhắc nhiều lắm để có thể tìm thấy được cái một cái vết tích của thời gian. Thì nói tóm lại, trong phần đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay đó là chúng ta nên nhớ trước hết đó là việc kết tập tên kinh điển lần đầu tiên đó là một sự kết tập những cái mảng rời rạc. Mảng rời rạc đó là những bài pháp, những bài kệ, những cái chi tiết mà được tôn giả Ananda và Thích Upali đã kết tập ở trong thời gian đầu tiên để hình thành lên một cái hệ thống kinh điển mà chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Và ngay cả trong cuộc kết tập Tam Tạng kinh điển lần đầu tiên đó, thì thưa quý vị vẫn là một đáp ứng cho một cái môn học mà chúng ta gọi là văn học truyền khẩu. Và chẳng những là văn học truyền khẩu, mà chúng ta phải nói như vậy là cái hệ thống kinh điển mà Phật giáo nguyên thủy mà có đó, thưa quý vị, nhất là kinh Đạng, chúng ta không có bàn đến thắng pháp ở đây, mà Đạng thì phần lớn là dựa trên hình thức hơn là dựa trên nội dung. Ví dụ như kinh dài gọi là trường bộ, kinh ngắn là trung bộ,
hay có cùng mang một cái chuyện, cùng chung một chủ đề tương ứng bộ hay trong pháp số tăng chi chẳng hạn, thì những điều đó nó dựa trên cái mà chúng ta gọi là hình thức, chứ không phải là nội dung cái ý kinh hay là cái tập chú vào một cái gì. Bây giờ chúng ta bước qua điểm thứ hai, đó là khi mà viết tới sử đó, chúng ta rất cần đến cái người ta gọi là biên niên sử, tức là những ghi chép về thời gian. Và không may điều này là một điều hết sức là ít ỏi ở trong kinh điển. Ở trong trọn cả Tam Tạng Pali đó thì chỉ có một phần duy nhất, đó là ở bộ Chu Lót Bát Giác tiểu phẩm và trong Tạng Luật á, chứ không phải trong trong kinh Tạng Tạng Luật, do ngài Upali đã kết tập á, thì ngài có ghi hạ thứ nhất, hạ thứ hai, hạ thứ ba, nhưng mà rồi sau hạ 20 thì không có ghi rõ được. Và thứ gì, những cái cột mốc thời gian và những cái ghi chép về niên lịch nó gặp một cái trở ngại lớn ở trong lịch sử cổ đại. Chúng ta nên biết rằng ở trong một vài quốc gia người ta có một cái cách ghi riêng về về niên lịch. Mà có niên lịch á thì người ta mới biết biết gọi là biên niên sử được. Và ngay cả cái sử ký Tư Mã Thiên á, một một công những công trình viết sử rất là sớm của Trung Hoa, nó sớm của Trung Hoa thật sự thì cũng vào thời Đông Châu Liệt Quốc chẳng hạn, chứ không có xa hơn. Thì thưa quý vị, đa phần là từ cái đời Hán rồi qua năm Bắc Triều hay đời Tùy, đời Đường, đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh, đời Dân Quốc của Trung Hoa đó, thì cho đến cuộc cách mạng Tân Hợi đó, thì thứ vì cái lịch người ta vẫn dùng theo cái hình thức là lấy tên của một vị vua, lấy tên vị vua, thí dụ như là Đường Thái Tông năm thứ mấy. Nhưng mà điều này thì nó cũng có cái cách bất cập, là tại vì như đất nước Trung Hoa thì đó, đâu phải là bất cứ thời gian nào chỉ có một vị vua đâu. Chúng ta nói là thời nhà Tống cũng có thời kỳ Bắc Tống và Nam Tống, hay là lời thời Tam Quốc thì cũng có nước Ngụy, nước Ngô, nước Hán, chứ không phải là chỉ có một quốc gia một vị vua. Thành ra ngày xưa đó người Việt Nam cũng bắt chước bắt chước Trung Quốc, bắt chước người Trung Hoa đó, là lấy cái triều đại của các vị vua làm niên lịch. Về điều này thì nó cũng trở nên rắc rối. Trong lúc đó thì ở tại phương Tây thì họ họ dùng cái cột mốc và thời gian theo cái quy định của Tòa Thánh La Mã, tức là Roman Catholic, và để họ tính là theo cái sự ra đời của Giê-su. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ là về điều này thì nó cũng có phần sai lệch lắm, tại vì ngày hôm nay là năm năm nay là năm 2022, không có nghĩa là Đức Chúa đã ra đời 2022, mà chúng ta biết rằng có một vị giáo hoàng tên là Gregory đã sửa lịch lại. Và do vậy nếu mà đúng ra đó thì năm nay đã ước chừng thôi, ước chừng là phải tính từ khi Chúa Giêsu ra đời cho đến nay là 2227, tức là lịch Gregory mà chúng ta đang xài gọi là dương lịch đó, thì đã cắt bớt đi 5 năm. Và thật ra người ta cũng không có, cũng hơi mơ hồ, mặc dù có nhiều cái truyền thuyết, nhưng mà cũng hơi mơ hồ về cái năm sinh của Chúa Giêsu. Nếu nói cho đúng đó, thì người ta không có lấy năm sinh rõ. Do đó quý vị thấy là nói ngày Chúa Giáng sinh là 25 tháng 12, tại sao không lấy 1 tháng 1 mà lấy 25 tháng 12? Thì cái 25 tháng 12, cái ngày Chúa Giáng sinh, nó cũng là một cái định đặt của Tòa Thánh Vatican thôi, chứ không không phải là có chính xác. Thì nói chung là
nhân loại trong cái việc mà làm nên lịch đó, thì cái lịch đó nó không có rõ ràng, nó theo một cái quy ước, và cái quy ước nào đó nó được phần đông chấp nhận. Thí dụ như là lịch Gregory mà chúng ta gọi là dương lịch đó, thì ngày hôm nay đó được phần đông trên thế giới để dùng chung gọi là công nguyên, gọi là Tây lịch. Thì chúng ta biết rằng về phương diện lịch sử đó, Ấn Độ tương đối rất là rắc rối về điểm này. Những gì mà chúng ta được nghe trong kinh điển ghi đó là gồm có 16 quốc độ ở trong cái 16 quốc độ ở trong cái lưu vực của sông Hằng. Và thời bấy giờ đó chỉ có một thứ mà người ta có thể nói về lịch đó, đó là họ dựa vào cái lịch tháng. Dạ, lịch tháng có nghĩa là một tháng có hai được chia làm hai tuần chứ phải bốn tuần, gọi là thượng tuần và hạ tuần. Mà thượng tuần bắt đầu từ ngày Vọng và hạ tuần bắt đầu ngày Sóc, chúng ta đó là ngày mùng 1 ngày 16, tức là bắt đầu thượng tuần thì người ta đón trăng thượng quyền, tức là từ trăng, từ đêm đông đêm tối mà cho đến khi trăng tròn, và hạ quyền tức là từ ngày trăng tròn cho đến khi đêm 30. Và cái cách mà tính ngày theo thượng tuần và hạ tuần như vậy đó, nó chỉ thuần túy để làm cái việc gọi là Bồ Tát. Dạ, làm việc Bồ Tát. Bây giờ thì có lịch tháng, nhưng mà lịch năm á, thì chúng tôi hoàn toàn đọc rất nhiều không có thấy ghi về cái niên lịch thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Dạ, niên lịch. Làm lịch đó là cả một vấn đề, thưa quý vị. Làm lịch cả vấn đề. Rồi cho đến khi mà vua A Dục thống nhất đất nước, và có lẽ ảnh hưởng của cái cuộc viễn chinh của người Hy Lạp á, thì người Ấn Độ lúc bây giờ mới bắt đầu có đưa ra một số các niên lịch. Sau cái thời triều đại Mauryan tới triều đại Songkhla, triều đại Pala, triều đại Gupta, thì chúng ta bắt đầu nghe nói đến cái niên lịch. Nhưng mà bây giờ Tôn giả Ananda mà muốn nói rằng cái chuyện đó tôi được nghe như vậy vào năm đó tháng đó, thì thật ra ngài cũng không có lấy năm tháng là ghi được. Nên chi khi mà chúng ta là người Phật tử mà đọc vào trong Tam Tạng đó, thì cái ghi nhận về thời gian nó không có rõ nét, mà chỉ là ê căng sa ma văn là một thời hay là một thuở, và thuở ấy hay một thời Đức Thế Tôn đang ở đó, chứ không có nói rõ về thời gian. Nhưng mà về không gian á, thì ví dụ như là Đức Thế Tôn ở ở Vương Xá, và Vương Xá tại chùa Trúc Lâm, và ở tại một cái khu nhỏ gọi là chỗ nuôi dưỡng con sóc. Dạ, thì Tôn giả Ananda nói rất rõ, và nói rất rõ là khi mà chúng ta về lại thành Vương Xá, thì chúng ta được biết đó là có một cái vùng đất tên là Vương Xá. Rồi trong thành Vương Xá đó lại có cái Vương Xá Thành. Vương Xá Thành thì đặc biệt là có cái tường bao chung quanh. Trong khi đó Vương Xá thì có một cái thành lũy được xây cất ở trên núi, trong cái vẻ núi bao chung quanh. Cái Vương Xá khác Vương Xá Thành. Thì cái chùa Trúc Lâm á, là giống như chùa Kỳ Viên, là nằm ngoại thành chứ không nằm ở trong thành vua. Và ở Trúc Lâm ngày xưa là một cái ngự viên, và cái ngự viên này ở trong kinh ghi rằng có một lần mà vua Pasenadi, và vua Pasenadi đến để nghỉ mát á, tức là ra khỏi hoàng cung đến để nghỉ mát á, thì có một con rắn độc. Lúc mà nhà vua vào nghỉ ngủ dưới cội cây á, thì có một con, nhà vua đang ngủ thì có một cái con rắn độc nó bò đến, và do cái phước của nhà vua, sau đó một con sóc á, tự nhiên nó kêu hốt quảng hốt lên, nó kêu tiếng lên, làm cho nhà vua tỉnh lại. Nhà vua vừa tỉnh lại thấy con rắn, và do vậy nhà vua thoát chết, không bị con rắn bản xạ, rắn hổ cắn. Nên nhà vua rất là cảm kích, và nhà vua đã ra lệnh cho người ta là phải có một cái chỗ đặc biệt là để rải những cái hạt hàng ngày xuống cho biết con sóc đến ăn. Cái chỗ đó sau này thường từ chỗ nuôi dưỡng các con sóc, nhưng không phải nuôi, mà chỗ đó là nhà vua cho thức ăn cho sóc ăn mỗi ngày, giống như
ở trong nhà chúng ta có chỗ chim ăn á, và cái chỗ cho sóc ăn đó đó thì lại sau này lại cất cái tịnh xá của Đức Phật ở tại đó. Và cái tịnh thất của Đức Phật tại đó, tức là cái tịnh thất đó, cái chỗ nuôi sóc đó nằm ở trong khuôn viên của chùa Trúc Lâm. Thật ra khi mà Tôn giả Ananda ngài kết tập á, thì ngài nói rất rõ là một thời Đức Thế Tôn ở Vương Xá, nhưng mà thí dụ như là Vương Xá có nhiều địa danh là ở xứ nước nóng, hay là ở cái vườn xoài Chiêu Bá Cá, hay là ở trên Linh Thứ, ở chùa Trúc Lâm, tất cả đều là ở nằm ở trong Vương Xá hết. Nhưng mà về không gian thì nó rất là chi tiết lắm, quý vị đọc kinh đó. Nhưng mà về thời gian là mù mờ, bởi vì Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng hay nói cái câu là người Ấn Độ họ có một cái thành ngữ gọi là chư thiên thương yêu cái gì tâm tối. Dạ, đại khái nó là cái dân tộc Ấn Độ là dân tộc của triết lý, dân tộc của thi ca, và những cái người mà triết lý về thi ca đó họ không có câu nệ về vấn đề thời gian. Nhưng mà chúng ta nói cái đó về triết lý về thi ca hay là về tôn giáo, nhưng mà nếu chúng ta nói về biên niên sử đó thì không có cái yếu tố về thời gian thì phải nhức đầu. Dạ, nhức đầu. Tại sao? Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là nếu mà quý vị nào mà nghe chúng tôi giảng đó, thì chúng tôi thường hay nhắc lại là tôn giả Mahakasapa lớn hơn Đức Thế Tôn 6 tuổi, tôn giả Xá Lợi Phất cùng trong một kỳ liên lớn hơn Đức Thế Tôn 4 tuổi, vua Bimbisara nhỏ hơn Đức Thế Tôn 7 tuổi. Và sự việc đó nó xảy ra vào năm nào? Ví dụ như là khi mà vua Tịnh Phạn Băng Hà là được tính là năm thứ 7 sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó, thì năm Đức Thế Tôn 42 tuổi. Và sau khi vua Tịnh Phạn Băng Hà có cái sự kiện là nghi mẫu Mahapakapati Gotami đi bộ từ Kapilavastu về Vesali để xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ kheo ni, thì chúng tôi cố gắng sưu tập rất là nhiều cái chi tiết ở trong các bản sớ giải và ở trong những cái so sánh đối chiếu. Tuy nhiên đôi khi đó nó lại là vấn đề, mà vấn đề ngày hôm nay cũng tạo nên tranh luận. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là về một cái sự kiện rất là quan trọng ở trong cuộc đời của Đức Phật. Sự kiện đó liên quan đến chuyện xuất gia của chư vị tỳ kheo ni. Trên phương diện thời gian đó, thì điều này xảy ra vào cuối cái năm thứ 7 sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Tức là chúng ta biết rằng năm thứ 7 là năm cuối cùng, lần thứ 3 mà Đức Thế Tôn trở về Kapilavastu để độ vua Tịnh Phạn. Và vua Tịnh Phạn sau khi chứng quả A-la-hán Băng Hà đó, thì Đức Thế Tôn này đã chủ trì cái việc tang lễ hỏa thiêu, và sau đó ngài đi về Vesali, về Tỳ Xá Ly đó, ở xứ chúng ta gọi xứ Quách Chi. Thì thưa quý vị, sau khi vua Tịnh Phạn Băng Hà, thì họ Mahapakapati Gotami vừa là tức là vừa là kế mẫu vừa di mẫu của Đức Phật á, đã cùng với 500 công nương á, tự thí phát đắp y và đi chân trần từ Kapilavastu về Vesali để xin Đức Thế Tôn cho phép người nữ xuất gia ở trong giáo pháp trở thành tỳ kheo ni. Thì Đức Thế Tôn ngài đã cho phép Di Bổ Mahapachapati Gumi xuất gia đi, với cái điều kiện là những vị tỳ kheo ni phải tuân thủ 8 cái trọng pháp mà chúng ta gọi là Bát Kinh Pháp. Thì thưa quý vị, nhiều vị đó thì dựa vào trong Bát Kinh Pháp nói rằng đây là do cái nguy tác về sau này, tạo dựng về sau này. Tại vì sao? Tại vì trong Tạng Luật á, có cái chi tiết á, là vào hạ thứ 12 thì Tôn giả Xá Lợi Phất có hỏi Đức Thế Tôn là giáo pháp của chư Phật nào tồn tại lâu sau khi chư Phật viên tịch, và có những giáo pháp nào mà tồn tại không lâu sau khi chư Phật viên tịch. Thì Đức Phật ngài có trả lời đầu tiên là ngài nói rằng giáo pháp nào mà ở trong giáo pháp đó chư Phật có đặt ra học giới,
tức là giới luật cho chư tỳ kheo, tỳ kheo ni đó, cho học giới đó, tặng luật đó, cho luật đó thì giáo pháp sẽ tồn tại lâu dài. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất có thỉnh cầu Đức Thế Tôn ban hành giới luật, nhưng mà rồi Đức Thế Tôn nó hãy khoan là hiện tại tăng chúng còn rất là thanh tịnh nên chờ đợi. Thì tới cái hạ thứ 20, và hạ thứ 20 sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó thì mới có việc là ban hành giới luật đầu tiên, khi mà tỳ kheo Xu Đinh Chinh Ná đó làm một cái sai lầm. Thì thứ gì, người ta nói rằng như vậy thì 20 năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đó thì mới có cái việc gọi là ban hành giới luật, chứ làm sao mà tám học pháp Bát Kinh Pháp lại ban hành vào cái thời gian mà thời gian hạ thứ bảy được, và năm thứ bảy trong cuộc đời của Đức Phật được cho các tỳ kheo ni. Hay hoặc giả là khi mà đọc á, thì các vị nói rằng ngài Ananda đó, ngài đã trở thành thị giả chính thức của Đức Phật chỉ có 25 năm cuối cùng, còn trước đó 25 năm á, 20 năm đầu Đức Phật thì ngài không có thị giả. Và do vì cái chuyện mà Tôn giả Ananda tiến dẫn cho Di Mẫu và những vị khác vào gặp Phật và để xin cho xuất gia đó, thì nó có vẻ như không hợp lý, tại vì cái chuyện nó xảy ra sớm hơn lúc Tôn giả Ananda trở thành thị giả. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi không có bàn vào hai chuyện này nhiều, chúng tôi chỉ nói một cách ngắn gọn đó là trong 20 năm đầu đó thì Tôn giả Ananda không phải là thị giả chính thức, nhưng mà có đôi khi Tôn giả lại trở thành một người trở thành một người thân cận với Đức Phật, vì hai lý do là Tôn giả là một vị rất là ưa thích học hỏi và rất ưa thích học hỏi nghe pháp. Tôn giả thường đi theo Đức Phật, và điều thứ hai là lúc đó Đức Phật ngài chưa có một cái định chế rõ ràng ai là thị giả. Thỉnh thoảng có một vài vị tỳ kheo được làm thị giả ngắn hạn, nhưng mà Tôn giả Ananda có lúc làm thị giả nhưng chưa phải là thị giả chính thức. Thành ra cái vai trò Tôn giả Ananda không nên đặt ở tại đây. Và khi Tôn giả Ananda vào bạch với Đức Phật xin cho chư tỳ kheo ni xuất gia đó, thì không nhất thiết đó là từ cái tư cách của một vị thị giả chính thức. Thành ra chúng ta không bàn. Và điều thứ hai là Bát Kinh Pháp không phải là giới luật. Bát Kinh Pháp chỉ là cái điều kiện để cho người được xuất gia thôi, không nên tính là giới luật. Nó còn nhiều chi tiết khác nữa mà chúng tôi cũng không muốn làm phiền Hòa Thượng Thệ Siêu, bởi vì Hòa Thượng đang bệnh đó. Nhưng mà sau này có dịp thì sẽ bàn một vài điểm liên quan đến giới luật. Tại vì thưa quý vị, có một vài điều mà Đức Phật ngài đưa ra rất sớm. Thí dụ như là trường hợp mà một vị tỳ kheo có thể truyền giới cho một vị tỳ kheo khác chẳng hạn, thì lúc đó rất sớm chứ không phải chờ cho đến 20 năm sau khi Đức Phật ngài ngài ban hành giới luật thì mới có những điều này được đưa ra. Chúng ta nên phân biệt. Dù sao đi nữa thì cũng phải nói rằng không phải chúng tôi muốn làm quý vị nhức đầu với những chi tiết này, nhưng mà thưa quý vị, nói về lịch sử hay viết về lịch sử thì chúng ta cần cái yếu tố về do đó có đôi khi viết về lịch sử ta gọi là biên niên sử vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ như vậy là trong thời kỳ cổ đại, những cái tác phẩm lớn về lịch sử mà còn để lại cho ngày hôm nay như là Sử Ký Tư Mã Thiên của Trung Hoa, hay là Quyển Ma Quan Sát, là Đảo Sử của Tích Lan chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy trong đó rất nhiều hạt sản của lịch sử, bởi vì trong thời gian này gần như là chúng ta thiếu vắng hẳn một thứ gọi là niên lịch chính thống, niên lịch được sử dụng trong dân gian, trở nên một cái biểu chuẩn biểu chuẩn cho tất cả mọi người dùng. Khi mà niên lịch được phân định hẳn hồi thì rất dễ để chúng ta nhớ. Chúng tôi cam đoan với quý Phật tử là ngay cả bên Trung Quốc mà những cái thời mà niên lịch đã có hình thành cụ thể, chúng tôi nói cụ thể tức là có cái triều đại gọi là triều đại chính thức và triều đại tức, và cái vị vua của triều đại chính thức đó được sử dụng
để làm liên lịch. Ví dụ như chúng ta nói là Trung Quốc có những cái thời đại như đời Đường, đời Tống, rồi đời Nguyên, rồi đời Minh, rồi đời Thanh, đời Dân Quốc, thì họ nói Dân Quốc năm thứ mấy, hay là Đường Đường Thái Tông năm thứ mấy, hay là Tống Thái Tổ năm thứ mấy, vân vân. Mà khi mà nói vua năm thứ mấy thì thật ra nếu mà vị nào không quen lịch sử Trung Hoa là quý vị đầu hàng, và mình cũng biết ông vua đó xuất hiện vào đời nào, và đời trước hay sau. Thí dụ như chúng ta quen thì chúng ta biết là đời Tống, đời đi sau nhà Đường, rồi đời Tống trước nhà Nguyên, rồi hết nhà Nguyên tới nhà Minh, hết nhà Minh tới nhà Thanh. Nhưng mà rồi nếu chúng ta không quen lịch sử Trung Hoa mà nói là năm đó là Đường Thái Tông năm thứ mấy là chịu chịu trách. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói về thời gian đó thì quả là một vấn đề vấn đề đau đầu khi mà biết về lịch sử. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn dựa trên một số cái chi tiết, và trong số chi tiết đó chúng ta cũng biết về lịch sử, về thời gian, nhưng mà không có nhiều. Những quý vị chắc về cái đây không có nhiều. Lấy ví dụ như là trong trong một vài trường hợp đó, ở trong kinh ghi rằng chúng ta có một cái giai thoại được ghi trong chánh đoạn, là một lần mà vua Pasenadi đến đảnh lễ Phật và lấy cái tráng đó, đặt ở trên cái bàn chân của Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, Pasenadi đảnh lễ ngài. Thì Đức Thế Tôn hỏi rằng tại sao mà nhà vua hôm nay lại có một cái cử chỉ cung kính đến như vậy. Thì vua Vasenadi nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài là người xuất thân từ dòng Cô Xá Lá, dòng Sắc Đế Lị, con cũng là Sắc Đế Lị, ngài là người Cô Xá Lá, con cũng là người Cô Xá Lá, ngài 80 tuổi, không 80 tuổi. Thì chúng ta biết rằng vua Vasenadi là cùng tuổi với Đức Thế Tôn, và không bao lâu sau đó thì vua Vasenadi đã băng hà, tức là vua Vasenadi băng hà một năm với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn băng hà năm 80 tuổi, thì vua Vasenadi băng hà năm 80 tuổi. Nhưng mà vua Vasenadi băng hà trước Đức Phật nhiều, mặc dù mất năm 80 tuổi thì Đức Phật nhiều tháng. Tại vì sao? Tại vì ngay sau khi vua Vasenadi băng hà đó thì bị Tân Quân, tức là con nhà vua, là chúng ta có nghe câu chuyện về vua Lưu Ly Viduttapa, đã dùng quân đội làm một chuyến thân chinh sát phạt dòng Thích Ca, và Đức Thế Tôn đã can thiệp. Đó là câu chuyện mà chúng ta học mấy tuần trước. Thì cái chuyện đó đó chúng tôi khẳng định là xảy ra trong cái năm cuối cùng của cuộc đời Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì vua Vasenadi mất năm 80 tuổi, mà Đức Thế Tôn cũng viên tịch năm 80 tuổi. Chỉ có điều là vua Vasenadi viên tịch trước. Rằng chúng tôi nghi ngờ rằng, không có nói chính thức, nhưng mà chúng tôi nghi ngờ rằng lúc đó năm Đức Thế Tôn 80 tuổi, nhưng mà nó xảy ra rất sớm. Rất sớm để vua Pasenadi và Đức Thế Tôn cùng ra đi năm 80 tuổi, nhưng mà vua Vasenadi ra đi trước và Đức Phật ra đi sau. Rất sớm để có thời gian mà cái việc mà thảm sát dòng Thích Ca xảy ra, và năm đó Đức Thế Tôn cũng 80 tuổi. Và không lâu sau đó thì ông Hoàng Mahanama xây dựng lại một cái hậu Tất Ca Tỳ La Vệ, và dòng Thích Ca đó đã đưa người đến để xin một phần trả lời của Đức Phật. Thì lúc đó dòng Thích Ca đã được khôi phục lại, nhưng mà tất cả chỉ xảy ra trong vài tháng ở trong 12 tháng, 12 tháng cuối cùng á, thì chúng ta phải gói ghém nguyên cả câu chuyện là vua Vasenadi đến đảnh lễ Đức Phật để nói rằng mình cùng tuổi với Đức Phật. Câu chuyện xảy ra khi mà vua Lưu Ly Viduttapa đăng quang, câu chuyện xảy ra khi mà hoàng hoàng thân Mahanama tái xây dựng lại Ca Tỳ La Vệ, khi mà dòng Thích Ca sang xin xá lợi Đức Phật. Tất cả những câu chuyện đó phải gói ghém trong một năm cuối cùng của Đức Phật, năm Đức Thế Tôn 80 tuổi. Thì nếu vì từ một số sự kiện như vậy chúng ta suy luận, nhưng mà phải phải nói rằng về cái yếu tố thời gian hơi khó. Ví dụ quý vị nghe chúng tôi thường nói là khi Đức Thế Tôn
về thành Ca Tỳ La Vệ vào cái năm thứ hai sau khi Đức Tiêu Thùng thành Thế Tôn thành đạo. Thì quý vị họ nói lấy cái bằng chứng gì? Thì chúng tôi chỉ có một cái chi tiết, đó là khi Đức Thế Tôn về Kapilavastu thì Rahula được 7 tuổi, năm 7 tuổi, và được xuất gia làm sa di là 7 tuổi. Tại vì Đức Thế Tôn ngày ra đi, và từ lúc ngày đạo đó là năm thứ 6, năm thứ 6 sau khi ngày ra đi, và rồi sau khi ngày thành đạo thì thứ gì ngày chứng pháp luân, rồi ngày trở về Ca Tỳ La Vệ thì Rahula lên 7 tuổi. Đó là một số cái cái mốc thời gian, cái mốc thời gian mà chúng ta dự mốc thời gian đó để chúng ta kết nối lại. Thành ra dĩ nhiên là có nhiều Phật tử nói rằng những cái chi tiết này không có cần thiết, về thời gian không cần thiết, đôi khi nó lại trở nên cần thiết, và đặc biệt là học về lục tạng. Nhưng mà cho đến hôm nay vẫn còn có một số các tranh luận về cái yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian, như hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị là một số các vị ngày nay cho rằng Bát Kinh Pháp là một hư cấu, bởi vì nó một cái sự sáng tác của hậu thế. Nhưng mà chúng tôi thì không nói như vậy. Chúng tôi có dịp đã nói với quý vị rằng đó, Bát Kinh Pháp không phải là học giới được Phật đưa ra, chỉ là điều kiện mà thôi. Chúng ta sẽ bàn việc này chi tiết thêm khi mà có cái có dịp thì chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta đi sau khi ta nói điểm thứ nhất, điểm thứ hai, thì chúng ta nên nói đến điểm thứ ba là viết sử theo sử quan và viết lên sử Đức Phật. Như chúng ta biết là cái công việc của một nhà viết sử đó, nó ảnh hưởng rất nhiều vào sử quan. Sử quan có nghĩa là cái nhận thức về lịch sử. Thí dụ như trong lịch sử cận đại của thế giới đó, có một nhà viết sử tương đối rất là nổi tiếng là ông Will Durant. Ông viết về bộ lịch sử thế giới. Thì khi mà chúng ta đọc lại cái bộ lịch sử thế giới của Will Durant đó, thì mình phải công nhận là đó là một cái công trình. Một công trình. Và ông là một nhà viết sử, một sử gia, một giáo sử học và một người viết sử chuyên nghiệp. Thì cho dù vậy đó, thì ông vẫn có một số cái nhìn, một cái nhìn nào đó mà từ cái góc nhìn của một người viết sử. Thí dụ như ông viết về lịch sử Ấn Độ, và ông viết về lịch sử Ấn Độ, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái tính cách mà khách quan của ông khi viết về Đức Phật á, rất là đáng nể. Thì bản thân của ông không phải là một người Phật tử, bản thân của ông không phải là người học Phật Pháp. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái nhập nhằn. Cái nhập nhằn này chúng ta không thể tách sử gia Will Durant được. Tại vì thứ nhất, ông là một sử gia Tây Phương, một sử gia người Mỹ. Ông không học nhiều Phật giáo. Thì Bà La Môn giáo nói về luân hồi thì đạo Phật cũng nói về luân hồi. Bà La Môn giáo nói về nghiệp thì Phật giáo nói về nghiệp. Bà La Môn giáo nói về thiền, Phật giáo nói về thiền. Thì những cái người mà không có hiểu về Phật Pháp thì cũng rất là dễ dàng đi đến cái kết luận là bản thân của Đức Thế Tôn cũng là một người theo đạo Bà La Môn. Và nó có khác chăng là cái hình thức mà Ngài giảng giải về về đạo Phật á, nó trong một hình thức khác, Bà La Môn hình thức khác, nhưng mà vẫn có một số điểm mà Đức Thế Tôn giữ lại, Ngài không có thay đổi. Nếu quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Thì thưa quý vị, phải là Phật tử và phải là một người học Phật Pháp một cách nghiêm túc thì chúng ta mới hiểu rõ cái sự khác biệt. Tuy rằng nó tế nhị nhưng mà nó là rất là lớn. Khi mà đạo Phật nói về luân hồi, luân hồi là một cái dòng sinh diệt tiếp nối từ đời này qua đời khác, khác với một luân hồi, một cái linh hồn luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác của Bà La Môn giáo. Phải là một người học Phật
thì chúng ta mới hiểu được sự khác biệt giữa nghiệp báo như là đạo Phật được dạy, nó mang tính cách bất định, so với cái nghiệp báo nó như là một tiền định của Bà La Môn giáo. Và sự khác biệt rất là lớn, rất khó, khó lắm để một cái người không phải là Phật tử, một người không học Phật pháp phân biệt. Ngay cả người Phật pháp, người học Phật pháp cũng khó phân biệt nữa. Thì cái người biết quan điểm sử quan, dùng cái sử quan đó, thì cho dù là một người chuyên về lịch sử, được đào tạo như một nhà viết sử, thì thưa quý vị không thể viết được lịch sử. Bởi vì sao? Bởi vì không thể dùng cái tâm phàm phu để mà hiểu về Đức Phật. Chúng tôi lấy ví dụ là có ba cái câu chuyện mà ba nhà viết sử, chúng tôi không muốn nói đến tại đây, nhưng mà họ biết ba cái chi tiết mình đọc nghe rất là buồn cười. Một vị đó họ nói rằng Đức Thế Tôn ngài khi mà ngài sắp viên tịch đó, thì ngài đã đi từ Vesali, từ Pataliputta băng qua Vesali, tức là từ miền Nam về hướng Bắc, về hướng chân Hy Mã Lạp Sơn đó, để mong là về lại cố hương của ngài. Nhưng mà khi ngài đi đến Kusinara thì ngài không còn sức nữa, do đó ngài đã trút hơi thở cuối cùng Kusinara. Trên phương diện viết sử người ta nói như vậy thì chúng ta cũng không có ý kiến gì. Tại vì sao vậy? Tại vì họ có sự quan riêng, họ có sự lượng riêng. Tại sao mà Đức Thế Tôn trong lúc già, trong lúc bệnh mà lại phải đi về hướng Bắc, đi về hướng, từ đó đi về hướng đó, và cái lộ trình đó là lộ trình hành hương của tất cả chúng ta ngày nay, đa phần là tới lui. Và có vẻ như là Đức Thế Tôn vì Kusinara có mục đích là gì đó, và cái mục đích mà các sĩ gia suy luận là phải đi về Ca Tỳ La Vệ. Thì nếu mà đi về Ca Tỳ La Vệ thì ngài đã đi được bao nhiêu? Ngài đã đi được 4/5 đoạn đường, còn 1/5 còn lại là đã tới kia Ca Tỳ La Vệ rồi. Nhưng mà không phải, Đức Thế Tôn ngài đi về hướng đó theo trong kinh điển, không phải là ngài muốn về Ca Tỳ La Vệ, mà Đức Thế Tôn đã chọn một quốc gia, một thành nhỏ khiêm tốn, nhỏ khiêm tốn, và để sau này đó nó không tạo nên những cuộc can qua tranh chấp giữa các cường quốc, như là Sứ Cô Sa Lá hay là Ma Thiệt Đà, Ma Cát Thá về xá lợi của ngài. Và cũng có nhiều lý do Đức Phật chuyển từ cây Kusinara. Kusinara hay là Kautina là nơi Đức Phật ngài lựa chọn viên tịch. Ngài đã lựa chọn trước đó 3 tháng. Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, chứ ngài không thể không biết về cái ngày giờ ngài viên tịch. Ngài không có lựa chọn về thời điểm và địa điểm ngày viên tịch. Thì chúng ta là Phật tử, chúng ta có niềm tin. Như bản thân của Hòa Thượng Từ Siêu, chúng tôi hay tất cả các vị giảng sư ở tại đây, không có điều gì khó khăn khi nói rằng một cái vị A-la-hán chọn lựa cái thời điểm để viên tịch. Tôn giả Xá Lợi Phất đã làm như vậy, Tôn giả Mục Kiền Liên làm như vậy, và Đức Phật ngài cũng làm như vậy, ngài Cát Sa Bát ngài làm như vậy. Nhưng mà điều đó không thể nói với một nhà biết sử theo cái trong sử quan được. Thành ra người ta nói như vậy. Thì thưa quý vị, chúng tôi thường lấy câu nói là Phật chuyển Phật tri, Thánh chuyển Thánh tri, tức là chuyện Phật Phật biết, chuyện Thánh Thánh biết. Không thể nào mà đem cái sử quan của người bình thường mà biết về cuộc đời Đức Phật hết. Rất là khó biết, thưa quý vị, khó biết lắm. Ngay cả một cái chuyện mà nhiều người không có hiểu là Đức Thế Tôn ngài ở tại Cô Xá Lá, ngài Cô Xá Lá ở nơi đó là vua Ba Tư Nặc là đệ tử ngài, ông Cấp Cô Độc và Bích Sa Khai đệ tử ngài. Nhưng mà tại sao có những buổi sáng mà Đức Thế Tôn ngài đi khất thực ở trong thành, và có khi ngài đi một mình? Và đôi khi thưa quý vị, có những trường hợp Đức Thế Tôn đi khất thực mà ma vương theo ám ảnh tâm tư của những người trong làng không để bác đến Đức Phật, Đức Phật đi trở về mình bác không. Nghe chuyện rất là vô lý. Tại sao vô lý? Thưa quý vị, ngày đó đừng nói chi là một vị thầy lớn, vị thầy trung bình thôi, có ngôi chùa là không giờ đói hết. Tại vì thầy đó luôn luôn là có Phật tử, rồi có ban hộ trì tam bảo, rồi có những người quen xa gần, có nhiều cách để có một cái cuộc sống rất là ổn định bình thường. Chứ đâu phải là bữa đói bữa no, hay là Đức Phật kèm phải là ngài đói nhiều. Nhưng mà thứ việc cái hình ảnh của Đức Thế Tôn sống mà không có tùy thuộc vào cái sự hộ trì của đàn tính,
thường xuyên, tức là những người nào những ngày nào có phần kinh thỉnh Đức Phật trai tăng, kinh thỉnh Đức Phật để cúng dường trai phạn hay là cúng dường thực phẩm thì Đức Phật ngài đến nhà, còn không thì Đức Phật đi khất thực như là chư tỳ kheo. Cái việc đó không phải dễ dễ giải thích đâu, rất là khó giải thích. Đức Phật không giống như là một người bình thường hiểu, như hiểu chư tăng ngày hôm nay. Chư tăng hôm nay thì làm sao cho cuộc sống ổn định, nhưng mà Đức Phật điều quan trọng trong cuộc sống ngài là làm sao để ngài có thể với cái lòng bi mẫn độ sanh, ngài đến với muôn loài chúng sanh. Mỗi ngày ngài dùng Phật giảng và thấy cần thì ngài có thể đến đi độ một chúng group như là Anguli Pará, thì ngài có thể độ một bác nông dân khi cần, ngài có thể giúp cho vị tỳ kheo vân vân, chứ không phải như chúng ta là nghĩ là hãy là Phật rồi đó, thì nào là vua chúa, nào là các vị phú gia người này kia hộ trì, thì luôn luôn có cuộc sống ở trong một cái hình thái yên ấm. Chúng tôi nói xin lỗi quý Phật tử là nhiều khi người Phật tử cũng không hiểu về Đức Phật, đừng nói khi gì các sử gia, cái này nó rất là khó giải thích, và khó giải thích lắm, rất khó để chúng ta hiểu về Đức Phật ở trong nhiều trường học. Ngay cả thứ vị khi mà các vị tỳ kheo mà theo tôn giả Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên đi về đảnh lễ Đức Phật, một là những vị tỳ kheo này là đệ tử của hai vị thượng thủ Thinh Văn, tức là hai vị đệ tử trưởng tràng ở trong giáo pháp Đức Phật, và thứ nữa đó là những vị tỳ kheo này mới tu từ xa về với mục đích đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà những vị theo kheo làm ồn ào, nói chuyện ồn ào, Đức Phật vẫn kêu lên, ngài nói đi chỗ khác, đừng ở đây. Khi mà quý vị nghe Đức Phật ngài quở ngài tỳ kheo đi đó, thì có nhiều vị nghĩ rằng ồ, sao khó vậy, sao Đức Thế Tôn tuy rằng các vị tỳ kheo phạm lỗi nhưng mà đâu lỗi lớn đâu, ồn ào chút thôi, và tại sao Đức Thế Tôn phải đuổi các vị đi. Ngày hôm nay ở trong chùa thì chúng ta cầu cho Phật tử đến đông đảo, hay là như chúng ta ở chùa đôi khi các em nhỏ đến sinh hoạt hướng đạo đá banh hay là chơi này gì trong chùa mình cho, sao Đức Phật ngài không có rộng lượng, ngài không có bao dung. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều mà ít khi người ta thấy suy luận ra là chư Phật không bao giờ tạo ra một cái hình ảnh ồn ào trong cái sinh hoạt hàng ngày. Và thời Đức Thế Tôn đã thấy cái sự yên lặng đó, nó là một trong những nguyên tắc rất là quan trọng, và không phải là một nguyên tắc quan trọng về cái sự thanh tịnh yên lặng, mà còn là một cái tấm gương cho hậu thế về sau này. Chúng ta nói thật nha, là ngày hôm nay chúng ta có nhiều thứ chúng ta không có làm theo lời Đức Phật dạy. Như chúng tôi nói rằng một cái ngày lễ mà chúng ta thuê ca sĩ về ca hát sùm ở chùa, thì cái đó nó hoàn toàn nó không giống gì thời Đức Phật hết. Thời Đức Phật đại thế đó là Vihara, là tịnh xá, là cái nơi mà chư tăng ni tu tập. Thì ở đó cái không khí thanh tịnh long trọng, ngay cả những người ngoại đạo họ thấy Đức Phật và các đệ tử Phật ở xa đó, thì họ nói rằng chúng ta nên giữ im lặng, bởi vì Sa môn Gotama và các đệ tử đó thì không có thích những cái huyên náo, tức là gặp nhau rồi nói chuyện này chuyện kia. Thì đó, thưa quý vị, bản thân của chúng tôi ở đây, chúng tôi xin nói một cái, không phải là chúng tôi so với Đức Phật đâu, chúng tôi chỉ nói cái kinh nghiệm cá nhân thôi, rồi từ đó chúng ta hiểu về Đức Phật. Là chúng tôi sống ở bên Mỹ đó, thì chúng tôi quen đi đám tang, và cái văn hóa của người Mỹ đó mà người Việt Nam bên này cũng ảnh hưởng ít nhiều đó, là nếu mà ở nơi nào mà để thể hiện cái lòng tôn kính, nhất là nơi đông đảo hay nơi thiêng liêng, mà ngay cả trong trong lễ tang, ở trong tang lễ đó, thì sự im lặng là quan trọng. Chúng ta bước vào trong nhà nguyện, không bao giờ mà ở trong một cái nguyện đường nơi mà có để cái quan tài người chết mà vào trong đó, mà như cái chợ, tức là mà nay nãy nói thì nó không giống một tang lễ. Đó là cái văn hóa mà chúng tôi sang Mỹ năm 17 tuổi, năm nay chúng tôi ở ở bên Mỹ là 42 năm rồi. Thì thưa quý vị, có thể nó một phần ảnh hưởng, thỉnh thoảng chúng tôi có nhận được một vài cái
bằng video mà những người gửi qua cái tang lễ ở Việt Nam, một người quen, một vị thầy, một Phật tử nào đó, thì cái không khí hoàn toàn khác. Dạ, không khí hoàn toàn khác. Ví dụ như là tang lễ thì tang lễ ở Việt Nam mà chúng tôi nói thật là người Việt Nam họ kỵ là cái tang lễ mà mình nó ám đạm như có người mới chết. Trong tang lễ phải ồn ào, trong tang lễ thậm chí là có nhiều khi họ thuê ca sĩ về hát nữa. Có lẽ quý vị nào bị quý vị không tưởng tượng là trong tang lễ mà họ bỏ tiền ra họ mướn ca sĩ về hát, về đàn, rồi rồi ăn ngủ, rồi ôm làm đủ thứ chuyện hết. Tang lễ có nhiều cái linh đình hơn đám cưới được. Nghe nó hoang đường đó, nhưng mà như vậy đó là văn hóa. Và văn hóa thì chúng tôi không bao giờ nghĩ được là tại sao mà tang lễ như vậy. Mà bây giờ ấy, chúng tôi thưa quý vị như vậy là đừng nói chi thời của chúng ta và thời Đức Phật khó hiểu với nhau. Chúng tôi ở bên Mỹ đó, mà chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi về Việt Nam đó, không bao giờ chúng tôi đi được đám tang như bên Mỹ đâu. Ở bên đây mỗi lần chúng tôi đi đám tang, thưa quý vị, thì khi chúng tôi bước vào trong ngôi nhà nguyện thì mỗi người nói với nhau đúng nghĩa như Đức Phật dạy là nói chỉ đủ hai người nghe, nói rất là nhỏ. Và đa phần ở trong cái không khí của một cái nơi chúng ta gọi cái linh đường hay cái tăng ni, cái nhà nguyện tăng ni quán, thì không có nói như cái chợ, thì không ồn ào. Và rồi khi tụng kinh á, thì dầu là người theo Phật giáo hay không phải Phật giáo, người Thiên Chúa giáo, mọi người đều giữ im lặng, đó sự tôn trọng lẫn nhau. Và trong không khí đó, sau khi tụng kinh chúng tôi mới thuyết pháp được. Có một lần một Phật tử nói với chúng tôi rằng nếu sư về Việt Nam trong đám tang chắc sư không thuyết pháp được. Chúng tôi đồng ý, là tại vì cái đám tang ở Việt Nam á, là người ta rất sợ buồn, người ta rất sợ cái không khí lặng lẽ, sợ không khí im lặng. Dĩ nhiên là ở đây chúng tôi nói qua một vài cái mà chúng tôi nghe, chứ chúng tôi không có về Việt Nam 42 năm nay, chúng tôi không biết là có cái đám tang nào Việt Nam bị im lặng không. Nhưng mà chúng tôi thấy ra cái kiểu mà mấy người họ hát ấy, thì họ có đàn, họ có hệ thống âm thanh lớn đó, rồi người ta nói thì người ta nói, mình cứ hát thôi. Nhưng mà thuyết pháp kiểu đó thì cũng hơi khó. Đó là chúng tôi nói cái chuyện mà ở bên Mỹ và Việt Nam trong cái tang lễ. Chứ đừng nói chi là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, có một số những cái nguyên tắc. Và ví dụ như Đức Thế Tôn, ngài không có ngài không có đọc giới bổn, ở trong một hội chúng thì kheo không có thanh tịnh. Đức Phật là Phật, ngài không bao giờ ở trong một nơi, một hội chúng mà luôn luôn ồn ào mà huyên náo. Ngày hôm nay ta ở tiếng Việt Nam ta không nói huyên náo, đó là bát nháo á, tức là ồn ào huyên náo. Không có, Đức Phật không ở như vậy. Và nếu chúng ta không phải là một người Phật tử đọc kinh điển rõ ràng đó, thì chúng ta cảm tưởng như Đức Phật khó. Bây giờ quý vị tưởng tượng Đức Phật là bậc đạo sư, là Phật, mà ngài để cho chư tỳ kheo về trong chùa huyên náo mà ngài không nói gì hết. Cái đó là một cái thí dụ xấu cho đời sau, tấm xấu cho đời sau này. Và chính vì vậy mà Đức Phật ngài đã khiển trách. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana đã dẫn chư tỳ kheo đi, đã hướng dẫn trở lại và đã nhắc chư tỳ kheo biết về cái lòng bi mẫn với Đức Phật, về sự tinh tấn tu tập. Và khi chư tỳ kheo tu tập mà thành tựu quả vị á, thì Đức Thế Tôn đã đến và ngài đã thuyết pháp, ngài đã sách tấn, đã khen chư tỳ kheo. Những cái chuyện đó đó, không phải là người Phật tử, không phải là người học Phật đó, thì chúng ta rất là khó hiểu, rất khó hiểu. Và mới nhìn bên ngoài thấy sao Đức Phật ngài khó quá. Thưa quý vị, ngay cả chiều thời bây giờ chúng tôi biết rằng có những cái vị thầy mà hơi khó một chút thì đệ tử cũng không ưa, đệ tử cũng ưa đâu. Bây giờ người ta tu, người ta chỉ thích là ông thầy thương mình, ông thầy cái gì cũng khen mình, ông thầy chấp nhận mình. Còn cái chuyện mà quý ngài ngày xưa như ngày Hộ Tông, ngày Tịnh Sử mà chúng tôi ở với ngài Tịnh Sử 3 năm mà hầu như chúng tôi không nhớ là ít có ngày nào mà ngài không rầy lắm. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cái rầy nó lại cần hơn. Còn bây giờ mà các vị xuất gia vào chùa bị rầy là các vị các vị phiền não liền, các vị phiền não. Thì quý vị nói đó là cái thời của ngài Hộ Tông và thời bây giờ, chứ đừng đừng có nói chi là chúng ta ngày hôm nay so với thời Đức Phật. Thành ra lấy cái tâm của người hôm nay để hiểu người xưa đã khó, lấy cái tâm phàm để mà hiểu bậc thánh là khó. Kể cả vị thời Đức Phật
mà những vị phàm nhân rất khó hiểu bậc thánh, bậc thánh thấp không hiểu được bậc thánh cao. Thì thưa quý vị, không thể đem sử quan bình thường, sử quan của một người viết sử, cho dù người viết sử rất là chuyên nghiệp. Chúng tôi thưa quý vị rằng, chúng tôi rất là quý những công trình viết sử của Will Durant. Và chúng tôi cũng nói rằng, ở trong những nhà viết sử mà nói về một văn hóa xa lạ, ở một cái thời gian xa lạ, mà chúng tôi nể nang, đó là sử gia Will Durant. Và ông viết về lịch sử Ấn Độ là một quyển rất là đẹp, và quyển rất là đẹp. Nhưng mà trong đó vẫn có những hạt sạn rất là lớn, chứ không có nghĩa là quyển lịch sử Ấn Độ, ở đây chúng tôi nói là chúng ta có ngay cả cái bản dịch của quyển, của học giả Nguyễn Lê đó. Thì quý vị biết rằng quyển sách đó là một, chúng tôi phải nói là quyển sách có giá trị. Ngay cả một cái vị, một người Phật tử bình thường, người nghiên cứu về kinh điển. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị một điều phải rất là cẩn thận là, mặc dù đó là một quyển sách viết về Ấn Độ, đặc biệt là Ấn Độ cổ đại, và người viết là một nhà viết sử chuyên nghiệp, không phải chỉ chuyên nghiệp mà lại là một người có tài viết sử, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà không có những hạt sạn. Phải cẩn thận, phải cẩn thận lắm. Bởi vì sao? Will Durant là một sử gia, nhưng ông không phải là một Phật tử. Và bảo rằng ông đem cái nhìn của người Tây Phương để viết về lịch sử Ấn Độ là đã khó rồi, mà viết về lịch sử Đạo Phật là khó, mà viết về Đức Phật lại khó hơn nữa. Thật ra về điểm này thì chúng ta nên biết, và chúng ta nên biết rằng viết sử mà trong cái sử quan bình thường nó có những giới hạn nhất định, và những giới hạn này chúng ta không thể không nhìn nhận. Đây là một cái khó khăn khi mà chúng ta viết về cuộc đời của Đức Phật. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta đi qua điểm sau cùng của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng tôi có một vài thảo luận với Chư Tăng, rồi chúng tôi sẽ trở lại với phần đúc kết. Đó là cái hư cấu do hậu thế tạo nên. Những hư cấu này đó, nó phát sinh từ nhiều lý do. Có khi là một cái sự giả dối rất chân thành. Quý vị nghe nói giả dối sẽ chân thành được. Nhưng mà như vậy là đôi khi chúng ta quá thương Phật, quá kính Phật. Chúng ta nghĩ Đức Phật như là một thần linh. Đức Phật không thể bị bệnh. Ngay cả một cái điểm này, thưa quý vị, nếu quý vị nào đọc ở trong Phật học Đại Từ Điển, tức là một cái bộ từ điển mà có cái bề lượng lớn phẩm rất là quan trọng của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa đó. Và như là Phật Quang Đại Từ Điển chẳng hạn, thì ở trong đó đó, khi mà đề cập đến ngũ nghịch đại tội, tức là năm cái trọng tội lớn, năm nghiệp lớn, thì vẫn có ghi là một là giết cha, hai là giết mẹ, rồi giết A-la-hán, chích báo Phật, chia trả tăng. Đó là năm ngũ nghịch đại tội. Thì như vậy, ở trong Phật giáo Đại Thừa và ở trong cái kho tàng kinh điển Phật giáo Đại Thừa thì vẫn có trường hợp người ta ghi nhận rằng làm thân Phật chảy máu là một trọng tội. Có, thưa quý vị. Cái này chúng tôi không nói sai đâu, quý vị tra từ điển ấy, gọi là ngũ nghịch đại tội đều có ghi hết. Nhưng mà rồi một số các vị về sau này đó, thì các vị nói rằng đã là Phật rồi làm sao mà có thể làm thân Phật chảy máu được. Đó chỉ là sự thị hiện thôi, sự hiển bày thôi. Nhưng mà tại sao Đức Phật phải thị hiện như vậy? Nghe nó không có lý. Đức Phật thị hiện mà để cho cái người làm sanh vào địa ngục, chuyện nó không có lý. Thành ra sau này chúng tôi có đọc một số các bài giảng của quý thầy Bình Bắc Tông á, thay vì nói là chích báo Phật thì nói là đập vỡ hay là phá hoại các tượng Phật. Cái chuyện mà phá hoại tượng Phật như là người ta đập cái đầu tượng Phật hay là phá tượng Phật mà để sanh vào địa ngục đó, thì thật ra cái đó là cái suy diễn của chúng ta thôi. Dạ. Nhưng mà như vậy là ở trong Tam Tạng Kinh Điển thì nói rằng chúng sanh không có bất cứ ai, và trong bất không có bất cứ trường hợp nào
mà có thể đoạt mạng hay làm chết một vị chánh đẳng chánh giác. Dạ, không bao giờ có chuyện đó. Cho dù là thả voi điên, cho dù là lăn đá, cho dù là thuê người sát hại cũng không thể giết Đức Phật. Nhưng chúng sanh có thể làm là gây ra thương tích cho, không phải thương nặng mà chỉ làm cho thân Phật chảy máu. Dạ. Như trong trường hợp một lần xảy ra duy nhất là Devadatta lăn đá định giết Phật, và do cái quy lực của Đức Phật, đảng đá đã không lăn xuống được, như một mảnh đá nhỏ đã văng trúng chân của Đức Phật, làm cho thân Ngài chảy máu, tạo nên cái một cái trọng nghiệp. Thì như vậy đó, chúng ta phải phân ra cái trường hợp này là Đức Phật Ngài có những cái quy lực cố nhiên của vị chánh đẳng chánh giác, như là Ngài không có chết yểu, Ngài không thể bị ai sát hại, và nhiều quy lực khác vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn còn có một số những cái quả từ trục xa xưa, từ nhiều kiếp xa xưa Ngài đã tạo, nó vẫn còn dư sót khi mà Ngài mang cái thân ngũ uẩn gọi là hữu dư y niết bàn. Thì khi Ngài mà còn mang cái năm uẩn đó, thì có những trường hợp như là Ngài cần uống nước, mà Tổ Viên Ananda xuống dưới dòng sông không lấy nước, tại vì nước nó đục. Một cái đoàn xe của những người thương buôn mới đi qua, và Đức Phật Ngài bảo rằng cứ đi lấy nước. Thì khi múc nước lên thì nước, trong khi Tôn giả đưa cái bát xuống múc nước chỗ đó đó, thì Tôn giả có cái chủ tâm là múc nước cho Đức Phật, và do quy lực của vị chánh đẳng giác ở trong. Thì ở đây cái chuyện mà nước từ đục quá trong đó là quy lực của vị chánh đẳng chánh giác. Một vị Phật mà dùng nước nào mà nước nó đục hết do cái quy đức của Ngài. Nhưng mà lúc Ngài gọi Tôn Giả Ananda đi lấy thì nước nó đục là do cái nghiệp trong quá khứ của Ngài. Hay là những cái người ngoại giáo họ thuê, không phải họ thuê mà họ bài mưu là cho nàng Sundari, là một mỹ nữ mà theo ngoại giả đạo á, đến chùa Kỳ Viên, rồi họ âm thầm sát hại, rồi chôn xác Ngài, chôn xác của nàng trong cái đống rác, rồi vu cáo Đức Phật. Thì thưa quý vị, về việc này thì trong quy lực của vị chánh đẳng chánh giác đó, là không bao giờ có trường hợp một cái ách nạn xảy ra cho Ngài mà nó kéo dài quá 7 ngày hết. Dạ, bắt buộc phải giải quyết trong 7 ngày. Đó là quy lực của chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà nó vẫn xảy ra là cũng là do nghiệp quá khứ. Nó coi nghiệp quá khứ. Hay hoặc giả là chúng ta nghe câu chuyện là khi Đức Thế Tôn về Vairinchak, một cái nơi mà những người Bà La Môn Vairinchak thỉnh Đức Thế Tôn về an cư, Đức Thế Tôn đã đến an cư. Và khi Đức Thế Tôn đến an cư đó, thì lúc đó có cái nạn hạn hán mất mùa xảy ra trong chỗ đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã ở lại cùng với Chư Tăng suốt 3 tháng hạ. Thì thứ vị với thực phẩm rất là khiêm tốn trong thời gian này. Nhưng mà ở trong đó nó cũng do một cái nghiệp quá khứ. Hay hoặc giả là câu chuyện mà vua Viduṇadatta đã sát hại Dụng Thích Ca và Đức Thế Tôn phải ra biên giới để can thiệp. Nó cũng liên quan đến nghiệp quá khứ. Có. Và dù thế nào đi nữa thì nó có một cái mà chúng ta gọi là có một cái sự phân hai giữa cái nghiệp quá khứ và cái quy đức của Đức Thế Tôn, một vị chánh đẳng chánh giác. Thì về sau này chúng ta là người con Phật đó, đôi khi chúng ta không có chấp nhận được điều đó. Chúng ta nghĩ Đức Phật thì không thể nào có chuyện đó hết. Chúng ta bệnh mà còn cầu Phật mà, thì làm sao mà Đức Phật bị bệnh được? Hay là chúng ta bị tai nạn, chúng ta cũng cầu Phật mà, thì làm sao mà Đức Phật Ngài có những cái tai nạn do cái nghiệp xảy ra được? Nhưng mà chúng ta phải đọc rất kỹ. Và do vậy, về điểm này đó, thì chúng tôi phải nói rằng Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy hay là Kinh Tạng Pali thì trung thực hơn Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa thì thường xóa đi những điểm đó. Dạ, xóa đi điểm đó. Cái xóa này đó nó có rất nhiều, nhưng mà nó dựa trên cái quan niệm của tông phái. Thì thưa quý vị,
Phật giáo Đại Thừa đã giải quyết, chúng tôi dùng chữ giải quyết trong hoàn kép này bằng cách là nêu lên giáo lý tam thân. Dạ, giáo lý tam thân là chúng ta nói là báo thân, rồi rồi ứng thân, rồi pháp thân. Thì có những cái mà pháp thân thường trụ. Dạ, pháp thân thường trụ tức là cái pháp thân là cái gì mà như thật, cái gì là của chính Đức Phật thì pháp thân không thay đổi. Nhưng mà cái báo thân của Ngài thì đôi khi Ngài cũng có một số điểm, và cái ứng thân của Ngài đôi khi Ngài thị hiện cho chúng sinh khác thấy đó. Thì cái giáo lý tâm thân đó được phát triển từ thời Song Khá trở đi. Giống như là quý vị nào mà quen với giáo lý của Kitô giáo đó, thì cái chuyện của Chúa Ba Ngôi đó, thì thật ra được các nhà thần học đem 2 thế kỷ sau khi mà Chúa Giêsu mất đi, thành ra mới có cái chuyện mà Trinity hay là Chúa Ba Ngôi. Chúng tôi không muốn đào sâu đây, nhưng mà cái giáo lý về tam thân, và giáo lý tam thân cũng là một giáo lý về sau này. Và cái giáo lý tam thân này đó đã có cái ảnh hưởng lớn, và đã có cái chi phối lớn. Ví dụ như là đối với Phật giáo Đại Thừa thì tất cả những hiện tượng mà chúng ta thấy trong cuộc đời của Đức Phật, nhất là những hiện tượng Phật tử mà thấy rằng như là Đề Bà Tà Đa lăng đá, hay là chia rẽ tăng, hay là ta là thân Phật chảy máu, vân, cái đó chỉ là sự thị hiện của Đức Phật. Dạ, chỉ là sự thị hiện. Nói chung là cả cuộc đời của Ngài chỉ là sự thị hiện, bởi vì Ngài đã thành đạo từ vô lượng kiếp rồi. Thì điều này có trong Phật giáo. Mặc dù chúng tôi biết rằng có một số các vị rất là tôn kính và muốn có một cái hình ảnh rất là đẹp về Đức Phật, nhưng mà trong cái hình ảnh trung thực nhất của Đức Phật đó là một hình ảnh của một vị chánh đẳng chánh giác, toàn tri toàn giác. Nhưng mà Ngài với thân năm uẩn thì vẫn còn có những cái quả dư sót, những cái hệ lụy dư sót do những vô lượng kiếp quá khứ. Và đây là một sự khác biệt rất lớn giữa cái nhìn qua kinh điển của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, Nam truyền và Bắc truyền. Đồng thời nó cũng liên quan đến cảm xúc của chúng ta nữa. Thưa quý vị, trong cái tháng tư này đó, thì chúng tôi thực hiện một cái buổi triển lãm ở tại chùa Pháp Luân, mang cái tên là tháng tư niệm ơn Phật. Trong phần triển lãm này thì chúng tôi sẽ triển lãm 76 cái pho tượng Phật mà qua 5 cái chủ đề là Đức Phật qua kinh điển, rồi Đức Phật qua quốc hóa, Đức Phật qua nghệ thuật, Đức Phật qua tín ngưỡng, và Đức Phật qua biểu tượng. Tại sao chúng tôi phải chia làm 5 như vậy? Thì thật ra chúng tôi muốn tất cả quý Phật tử cảm nhận một điều rằng, mặc dù 5 cái khía cạnh này á, đôi khi là bổ sung cho nhau, nhưng mà 5 khía cạnh đôi khi nó lại tạo nên một sự khác biệt rất lớn. Đức Phật lịch sử có khác với Đức Phật của tín ngưỡng. Đức Phật qua tín ngưỡng đôi khi khác biệt đối với Đức Phật của biểu tượng. Đức Phật của lịch sử đôi khi khác biệt với Đức Phật qua nghệ thuật. Đức Phật lịch sử đôi khi khác biệt qua Đức Phật văn hóa. Quý vị nghe nó hơi mệt một chút, nhưng mà phải nói một điều như vậy là những cái tác phẩm hậu tác thì nó lại đôi khi lại rất rất gần với chúng ta, nhưng mà quả thực lại là một cái chuyện rất xa với chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong cái thời gian đương đại, tại lịch sử đương đại của nhân loại đó, hay là ngày hôm nay Phật giáo Việt Nam có một tác phẩm mà nhiều người trẻ và nhiều các vị thầy hay thích đọc vì cuộc đời Đức Phật, đó là quyển Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì thưa quý vị, tác phẩm này đó, trên phương diện mà văn học gọi là phổ thông đại chúng đó, thì đó là một tác phẩm thành công. Nhưng mà nói về phương lịch sử và kinh điển, đó là một tác phẩm nguy hiểm. Đó là một tác phẩm nguy hiểm. Tại vì sao vậy? Là tại vì Hòa Thượng Nhất Hạnh đó bản thân là một nhà văn hóa, và Hòa Thượng viết nhiều cái
cái tiểu thuyết như là chúng ta nghe quyển sách viết về bưởi, hay là quyển sách nói về A Mi Ngủ về quyền trấn công chúa, hay là Nguyễn Văn Lang Di Sử. Qua tiếng Hạnh thật sự ra là một nhà văn hóa có tài, nhà văn có tài, nên rất nhiều cái chi tiết ở trong Nguyễn Đường Xưa Mây Trắng mà viết của đời Đức Phật đó, đó là hư cấu. Chúng tôi muốn quý Phật tử cẩn thận về điểm này, đó là hư cấu. Và Hòa Thượng viết Nguyễn Đường Xưa Mây Trắng á, là viết trong cái tâm cảm của Hòa Thượng và trong cái tâm cảnh của Hòa Thượng. Thật ra cũng phải nói rằng có nhiều cái hình thức thì giống giống như là cái nhân sinh quan và đời sống của Thầy Nhất Hạnh hơn là Đức Phật. Ví dụ như là những cái buổi nào đó ngày ngồi ngày phơi nắng ở bên ngoài, hay là ngày lắng nghe tiếng sáo nhiều, hoặc chả là ngày nói chuyện với đứa bé trăn trâu vân vân, thì những gì mà và thượng đem vào di chức nó là hư cấu, quý vị phải cẩn thận. Nếu mà không cẩn thận với điểm này đó, dạ, không cẩn thận với điểm này đó, thì chúng ta sẽ rơi vào những cái lỗi rất là lớn. Dạ, lỗi lớn. Chúng tôi kể quý vị nghe một cái chuyện khác, là khi chúng tôi hồi còn nhỏ đó, thì chúng tôi đến các ngôi chùa ở miền quê đó, người ta hay dán những cái bức tranh, tranh này cũng lớn đó, mà được in bởi những người Hoa ở Chợ Lớn. Và trong đó có bộ tranh mà rất là thích, đó là tranh Tây Du Ký. Thì thật ra ở miền quê đó, chúng tôi không biết bây giờ sao, nhưng mà hồi chúng tôi ở Việt Nam đó, thì người ta tin Tây Du Ký là một quyển kinh, thưa quý vị, không phải là quyển tiểu thuyết. Và thậm chí người ta thờ cả Tề Thiên, thờ cả ông Tề, có bàn thờ thờ ông Tề, thờ Tề Thiên Đại Thánh. Và người ta gọi là đấu chiến thắng Phật. Dạ, đấu chiến thắng Phật. Thì cái tuổi thơ chúng tôi hoàn toàn, tại vì chúng tôi bên ngoài đó thì có hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Thành ra khi mà hồi nhỏ chúng tôi cứ nghĩ rằng Tây Du Ký là một quyển kinh điển. Chúng tôi vào chùa cũng 2-3 năm đó, thì chúng tôi mới biết được là Tây Du Ký là một cái quyển tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân viết. Và cái quyển tiểu thuyết đó nó đôi khi ngay cả như Ngài Huyền Trang của lịch sử còn vĩ đại hơn Ngài Huyền Trang của Tây Du Ký, quý vị có tin không? Nhưng mà như vậy là những cái tác phẩm dân gian nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Những cái người làm văn hóa đó, giờ những người làm văn hóa đôi khi là chỉ là văn hóa thôi. Dạ. Do đó khi mà ông tỷ phú Modi, ông muốn viết một cái, ông muốn dựng một cuốn truyện phim và một cuốn cốt truyện phim mà quý vị nghe Làng Mai thông báo rất là nhiều, là ông đã gửi một ông đã cho một phái đoàn sang để thương lượng mua là cái bản quyền của Nguyễn Đường Xưa Mây Trắng để dựng truyện phim. Nhưng mà sau đó mà đem về mà coi lại đó, thì cuối cùng thì thứ bị người ta đã không dùng cái bản đó, mà họ đã dùng một cái tài liệu của Phật giáo Tích Lan tạo nên một cái câu chuyện về lịch sử Phật, về Đức Buddha. Lý do rất là đơn giản là rất nhiều cái tình tiết ở trong Nguyễn Đường Xưa Mây Trắng đó là cái tình tiết nó mang tính Việt Nam, mang tính Trung Hoa hơn là mang tính Ấn Độ. Ấn Độ cũng phải ngỡ ngàng đọc về Đức Phật, sao bé đâu hết được, họ phải mượn lời quyền của mượn chi tiết của Tích Lan. Thì những cái hư cấu người đời sau có rất nhiều, nhiều lắm mà chúng ta không có thời giờ để nói hết, nhưng mà đại để là nó có những cái chuyện mà ngược quy lịch sử. Ví dụ như quý vị khoan nói về Đức Phật, nói về lịch sử, thì ở tại Trung Hoa Việt Nam thường chúng ta nghe nói là Ngài Mục Kiền Liên là vị đại hiếu, rồi là thường thường ta lễ bái là Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, là do cái kinh Vu Lăng Bồn hay là kinh Báo Ân mà họ viết ra. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong lịch sử của kinh Tạng Pali đó, thì thật ra cái người mà báo ân cho mẹ mà ảnh ghi rõ đó là tôn giả Sariputta, tức là khi mà ngài đi kinh hành gặp một ngạ quỷ mà là một người mẹ tiền thân của ngài đó, thì ngài sau đó ngài đã tìm cách để ngài báo ân cho bà mẹ đó, dạ, bằng cách là ngài ngài cho cái thực phẩm này được thực á, để nhân danh người mẹ đó
và để cúng dường để chư tăng, để hồi hướng phước. Ở năm cuối cùng thì ngài ngài trở về Magatha, trở về Nalanda để độ thân mẫu trước khi ngày viên tịch. Thì nếu mà báo hiếu thì là tôn giả sẽ là phải người báo hiếu. Còn tôn giáo Bùa Kiền Liên thì thật ra ở trong kinh lại ghi rằng có một cái kiếp quá khứ, vì nghe lời người vợ mà ngài đã định sát hại cha mẹ, và do cái đó nên ngài không có giết, nhưng mà ngài bị đánh đập cha mẹ rất là tàn nhẫn. Nhưng mà trong lúc đánh cha mẹ thì cha mẹ lại nói là con bỏ cha mẹ đi, cha mẹ già rồi không sao hết, con hãy tìm cách chạy thoát đi. Thì ngài nghe như vậy, ngài mới xúc động, ngài đem cha mẹ trở về để nuôi phụng dưỡng lại. Nhưng mà do cái kiếp đó, ở trong kiếp cuối cùng thì ngài cũng bị cái quả. Nên tôn giả Bùa Kiền Liên mà ở đây chúng tôi, quý vị nhớ nha, chúng tôi không nói ngài là người bất hiếu. Đó là một câu chuyện tiền thân, và câu chuyện tiền thân và nó để lại cái quả trong hiện tại. Thì nếu mà nói về cái hình ảnh của lịch sử thì tôn giả Bùa Kiền Liên không phải là một hình ảnh của một vị gọi là đại hiếu. Nhưng mà chúng tôi biết là khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa đó thì có cái nhu cầu để người ta tôn cái hiếu đạo trở thành một cái thế mạnh của Phật giáo để truyền đạo vào Trung Hoa. Thành ra họ đưa lên hình ảnh ngày Bùa Kiền Liên. Ngày nay chúng ta có lễ Vu Lan Bồ Tát. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận. Và đối với lịch sử là Đạo Phật đã tồn tại 25 thế kỷ rồi, và đã đi xuyên qua nhiều nền văn hóa, và do vậy không tránh khỏi những cái việc tam sao thất bụng, và không tránh khỏi những cái hư cấu, hay là những câu chuyện, những giai thoại mà người đời sau gắn ghép vào Đức Phật. Ví dụ như là quý vị nghe câu chuyện là người ta nói rất là hay là Đức Phật ngày đi ngày thấy đống xương ngày lại, tại vì ngày nói rằng trong đống xương đó là có cha mẹ từ đời kiếp trước, cái chuyện đó thì không có. Nghe rất là hay, nhưng mà chuyện đó không có trong kinh điển Đạo Phật. Nếu nói là lại đống xương, tại sao không lại tất cả mọi người, tại tất cả mọi người thì cũng đều là cha mẹ Đức Phật, đâu phải Đức Phật lại mọi người. nó có những cái câu chuyện nó trở nên rất là phổ thông, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị nó là hư cấu. Hay là quý vị nghe câu chuyện Đức Phật ngày dạy rằng Như Lai là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, thì câu đó nghe rất là hay. Mọi người đều có thể thành Phật, chỉ có khác nhau là một vị đã thành rồi vị sẽ thành thôi. Mà trong đó nó có một cái hạt sạn rất là lớn, là khẳng định rằng tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Có nghĩa là một ngày nào đó cái biển Trầm Luân này cạn không còn nữa, thì chuyện đó không có trong Đạo Phật. Nhưng Đức Phật không nói là thế giới này trường tồn hay không trường tồn, thế giới này hữu biên hay vô biên, Đức Phật không có nói. Ở trong kinh điển của Phật giáo đó thì không có nói rằng một ngày nào đó là thế giới này sẽ không còn chúng sanh nữa, chư Phật không còn ra đời nữa, và thế giới này sẽ hết. Về thời gian, về không gian thì không có giới hạn. Và thế giới là hữu biên hay vô biên, thế giới là thường tồn hay không thường tồn, đó là những câu hỏi, những vấn đề cổ điển mà Đức Phật ngày không có trả lời. Chúng ta phải cẩn trọng lắm khi đọc Phật, thưa quý vị, cẩn trọng lắm. Chúng tôi rất là ngại là khi ta đọc vào trong kinh điển mà cứ nghe nói đi nói lại mà chúng ta không có chịu tìm cách trích dẫn. Có một điểm mà chúng tôi đặc biệt rất là quý Hòa Thượng Tuệ Siêu đó, là Hòa Thượng có một cái khó là khi cái điều gì đó mà nói mà Hòa Thượng không đọc ở trong kinh đó, thì Hòa Thượng hay nói ở cái chuyện đó Hòa Thượng không thấy trong kinh điển. Cái đó thì quý vị, quý Phật tử mới nghe nói tại sao mình phải xét nét như vậy, mình không có chuyện đó, đâu có chuyện gì đâu mà phải làm lớn chuyện như vậy. Nhưng mà không đúng đâu. Chúng ta rất cần, chúng ta đặc biệt rất cần để có một thái độ nghiêm túc. Và khi mình học Phật pháp á, cái gì mình
mình biết là có thì ghi nhận là có, không là ghi nhận là không. Đừng có đưa ra một cái lời nào đó không phải có Đức Phật nói, là Đức Phật nói hay là trong kinh điển nói. Cái đó thưa quý vị, nó tổn đức chúng ta, và chúng ta học Phật một cách thiếu nghiêm túc. Chúng tôi muốn tất cả chúng ta đó, ít nhất là trong cái lòng thương kính đối với Đức Phật, thì chúng ta học Phật với cái tâm trung thực. Đức Phật không đòi hỏi chúng ta phải ca ngợi Ngài. Đức Phật càng không kêu chúng ta lúc đầu sùng bái Ngài. Nhưng mà Ngài kêu gọi chúng ta hãy tôn trọng sự thật. Và những người học Phật, người Phật tử mà không đủ cái khả năng nhìn xuyên thấu qua những cái này kia mà để học Phật thì là điều rất là đáng tiếc. Tại vì ở trong đời này không có ai, không bất cứ ai khác ngoài Đức Phật dạy chúng ta tôn trọng sự thật như vậy. Thật ra với những điểm này thì chúng tôi thưa rằng thật ra thì có những điểm khó khăn khi mà chúng ta đọc về cuộc đời của Đức Phật, chứ không phải dễ dàng đâu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta mất nhiều bài học cho cái phần về Đức Phật này. Thì tới thì chúng ta còn một bài nữa, thì chúng tôi hy vọng rằng cái bài cuối nó sẽ mang nhiều cái trọng điểm để chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta là con Phật, chúng ta là người cố gắng hành trì lời dạy của Ngài, thì trước nhất là chúng ta phải biết, phải học một cách nghiêm túc về cuộc đời của Đức Phật và về lời dạy của Ngài, nhất là một số điểm mà vốn bị pha trộn bởi thời gian, bởi những người của thế hệ sau này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi tạm chấm dứt ở đây một chút để thỉnh Chư Tôn Đức có một số cái thảo luận chia sẻ quý ngài. Không biết là Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa khoan nghỉ. Dạ, Thượng Pháp Tân, trong cuộc đời tu của Thượng Tọa từ nhỏ đến lớn, có bao giờ mà Thượng Tọa thấy được rằng là mình biết hết về cuộc đời của Đức Phật hay không? Hay là chúng ta cứ phải tìm hiểu thêm, càng ở chùa lâu, càng đọc kinh lâu thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái hiểu biết, cái nhận thức của mình về cuộc đời Đức Phật. Xin Thượng Tọa Pháp Tân chia sẻ một vài cái nhìn về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ và thượng giác đẳng thượng nguyện, thượng tọa minh hành để Đức Tỳ Tri, Đức Tỳ Đức Siêu Nguyệt Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ cuộc đời Đức Phật thì hồi nhỏ thì có lẽ là mình chỉ biết qua cái ý nghĩa là biết Đức Phật qua, chưa có đọc kinh điển nhiều đó, thì mình thấy mọi người họ lại Phật rồi tụng kinh thì mình cũng bắt chước để rồi mình tụng kinh, rồi mình cũng ở chùa rồi cũng học kinh, dạ cũng học kinh rồi cũng lại Phật vậy thôi, chứ chưa có một cái ý niệm gì về cuộc đời Đức Phật nhiều. Sau lớn lên thì con đọc kinh, đọc kinh, con đọc về cái tác phẩm mà hồi xưa con đọc đó là sớm, cái tác phẩm gọi là Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada, Ngài viết. Thì sự thật ra thì đọc qua đó thì mình thấy có một phần nào cũng không hết trọn vẹn cái cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà cái mang tính khái lược là nhiều. Thì khi đó mình mới hiểu Đức Phật, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật một phần nào đó thôi, rồi mình biết qua cuộc đời Đức Phật, qua cái tác phẩm đó do Ngài Narada Ngài viết ấy, thì con nghĩ rằng gợi ý một cái nhất để rồi mình nhìn có một cái nhìn nghiêm túc về cuộc đời của Đức Phật. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì bản thân của con thì nói thật thì đọc kinh thì cũng đọc vài bộ kinh,
rồi cũng đọc có nhiều cái tác phẩm hậu hậu viết sau này của các vị tôn túc đó, từ trước ta là các cái việc dịch thuật của các vị đó, thì con cũng hiểu được cuộc đời Đức Phật một chút nào đó, mà theo con nghĩ rằng cũng chưa dám nói rằng hiểu hết Đức Phật được, hiểu hết toàn vẹn cuộc đời của Đức Phật. Bởi vì như là nãy giờ con nghe Hòa Thượng giảng đó, thì chưa có một cái số liệu nào mà chính xác để nói rằng đó là những cái mốc cuộc đời của Đức Phật ra đời như thế nào, rồi cái việc hoằng pháp của Đức Phật trải qua biết bao nhiêu cái sự kiện, gặp biết bao nhiêu người, bao nhiêu đối tượng, thì vào cái thời điểm nào, năm nào, niên hiệu nào, thì con cũng chưa thấy rằng có một cái chỗ nào chính xác. Nhưng mà rồi đó, thì khi mà mình đọc qua những cái kinh như vậy, thì mình có những cái bằng chứng, hay có những cái điều mà qua đó mình được hiểu rõ rằng cái sự kiện đó nó xảy ra vào năm đó như vậy, thì mình tính về cái cuộc đời của Đức Phật là như vậy. Cho nên là cho đến hôm nay con thú thật đó là bản thân của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng mình hiểu Đức Phật qua những cái lời dạy trong kinh điển, rồi từ đó đó là tìm hiểu thêm, rồi mình lại tìm hiểu tin cái lời dạy của Đức Phật, thì cái niềm tin của mình càng thêm quý Đức Phật hơn, bởi thấy Đức Phật như là một bậc vĩ đại trong cuộc đời này. Cho nên nếu mà mình hiểu cái cuộc đời của Đức Phật mà rõ ràng đó, thì chúng ta mới cái tính hiểu được cái xác thật cái lời dạy của Phật qua những cái sự kiện, qua cái những cái thời gian, những cái mốc thời gian mà Đức Phật ngài gặp cái đối tượng đó, ngài thuyết hay cái bài kinh đó, hay là trong luật tạng Đức Phật ngài dạy những cái điều học đó, ban hành những cái điều học gì đó, khi mà mình học thì có lẽ là từ đó mình mới hiểu Đức Phật thêm. Cho đến ngày hôm nay thì con nghĩ rằng bởi vì mình cái mốc mà ra đời của Đức Phật, hay là cái những cái sự kiện đó, đó thì chúng ta có những cái sự căn cứ, nhưng mà căn cứ đó thì cũng chưa có cái nào để được gọi là để rồi mình biết một cách chính xác và rõ ràng hơn hết đó, thì mình chỉ có cái là hiểu cái lời dạy của Đức Phật, tin cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình quý trọng và thực hành theo cái lời dạy của Phật. Thì như vậy đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó giúp cho cái lợi lạc cho cái đời sống tu tập của mình. Cho nên á, khi mà riêng bản thân của chúng tôi đó, thì khi mà đọc kinh điển qua năm tháng như vậy, đọc không dám nói là mình đã đọc hết, nhưng mà rồi đó thì mình có đọc qua rồi mình cũng nhớ được, rồi cái sự hiểu biết của mình đối với Đức Phật, lời dạy của Đức Phật đó, thì mình càng kính tin Đức Phật hơn, kính tin Đức Phật hơn. Khi mà mình đọc kinh ở trong kinh Trường Bộ, rồi mình đọc ở trong kinh Trung Bộ, hoặc là những kinh Tăng Chi hoặc là Tương Ưng, thì con nghĩ rằng những cái điều đó nó gợi cho chúng ta một cái niềm tin vững về về Đức Phật qua cái lời dạy của Phật, qua giáo pháp của Đức Phật. Cho nên rằng là thì với những cái điều như vậy, mình thấy Đức Phật như là Hòa Thượng nói khi nãy, mình có hai cái truyền thống đó, đó là truyền thống Đức Phật lịch sử và truyền thống ở trong cái đời sống tín ngưỡng của mình. Cho nên rằng là khi mà mình tin cái lời dạy của Phật đó, thì mình mới thấy rõ được cái sự quý báu, sự ra đời của Đức Phật. Và bởi cái lời dạy đã cống hiến cho cuộc đời này rồi, thành cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì mình cảm thấy đó là cái sự lợi lạc, an lạc rất là nhiều.
từ đó mình càng lại kính tin thiên. Chúng tôi không nói rằng mình có cái niềm tin tuyệt đối đối với Đức Phật, nhưng mà rõ ràng là hiểu cái lời dạy của Đức Phật qua kinh điển thì mình lại càng kính tin hơn và rõ hơn trong mọi cái đời sống này. Bởi vậy học cũng có trách những cái người sơ cơ hay là những người có cái thiện cảm đối với đạo Phật đó, thì người ta chỉ hiểu Đức Phật qua cái đời sống thần linh hay đời sống tâm linh tôn giáo tín ngưỡng của họ, chứ họ không hiểu rõ được một cái sự chứng thực của Đức Phật, một cái sự giác ngộ chứng thực của Đức Phật và một cái con người lịch sử của Đức Phật, để rồi mình có thể hiểu rõ được cái lời dạy của Đức Phật nó mang đến cái giá trị rất là lớn ở trong cái đời sống này. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Có điều chi cần bổ túc thêm thì con kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trừng Chủ tọa Pháp Tịnh với câu thông lưng vừa rồi. Em xin được hỏi, không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tiêu dạy bất. Thưa tọa Tuệ Quyền, khi mà chúng ta nói rằng phẩm nhân của chúng ta khó có thể đồng đo, có thể hiểu hết cái tâm lượng của Đức, cảnh giới của Đức Phật, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không có chúng ta không biết gì về Đức Phật. Thì theo Tuệ Quyền là những cái học hỏi về những ân Đức Phật như là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân, có giúp cho chúng ta hiểu phần nào về Đức Phật không, hay là điều đó chỉ mang tới cái tín ngưỡng thôi? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, dạ dạ thôi đi chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn cô sư cô Như Pháp và đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng. Ở trong tòa Pháp Tăng, trong tòa Minh Hạnh, Đức Kiều Trì, Đức Tư Đức, Xuân Nguyên Thông cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, có thể nói rằng nếu như chúng ta bằng một cái niềm tin, chúng ta nghĩ rằng ồ thôi, Phật thì cao vời vợi, Phật ngồi cao trầm hương như phút khối, mắt cầu mờ như biệt mấy trùng dương, như câu thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Muốn như vậy, ở đó là chúng ta có một sự tôn sưng. Nhưng quả thật, Đức Phật Ngài muốn chúng ta phải hiểu về Ngài hơn là tôn sưng Ngài. Nhưng có thể nói trong cái hồng danh, mà hồng danh Phật nhiệm công nhiệm màu ấn cúng chánh biến tri minh hạnh đủ để ân đức tiền thể câu về bậc thế gian giải chia bài chân tâm vân vân, thì những hồng danh đó nếu như chúng ta đọc mà chúng ta hiểu biết một cách tường tận cũng được chứ. Thí dụ vậy, như hồng danh Phật nhiệm chánh biến tri về thế nào là chánh biến tri, bởi vì Ngài là suốt thông tam giới, về nhân sinh quan, về vũ trụ quan, bởi Ngài chứng đắc được tam minh, vân vân. Những cái đó, cái khả năng của Phật vực nó rất lớn, Phật lực rất là lớn. Thì chúng ta vừa cái mà chúng ta phải hiểu về cái khả năng Phật lực đó, mà chúng ta hiểu biết được gọi là Phật, tức là một con người giác ngộ. Con người giác ngộ gì? Giác ngộ về sự khổ, mà giác ngộ về sự chấm dứt khổ. Thì ở đây chúng ta hiểu về, hoặc là đã hiểu về tứ đế một cách Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta về tứ đế, thì một chuyện đơn giản về khổ, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế thôi, là chúng ta cần phải hiểu, mà cần phải biết. Khi chúng ta hiểu biết thì ra cái sự khổ này nó do tham ái. Cái lời Phật nó tuyệt vời, nó cao cả biết mấy, chính vì do cái lòng tham này mà sinh tử nè, chính vì do cái lòng tham muốn nè, mà chấp sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nè, chấp ngã chấp ta nè, chấp sự hiện hữu nè, tham sống sợ chết nè, rồi chúng ta đau thương, chúng ta trầm luân sanh tử, bao nhiêu đó thôi. Chúng ta suy nghĩ một cách, tức chúng ta phải nói thầm khủng khiếp về cái tuệ giác của Phật,
và một những cái lời khuyên, những cái ân đức của Ngài như là bi đức, khí đức, tịnh đức, vân vân. Rồi chúng ta thấy Ngài gặp những con người đau khổ, Ngài bảo họ đừng đau khổ nữa. Bởi vì sao vậy? Con đã khóc nhiều rồi, đừng khóc nữa. Nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương, đã bao đời dấu bể tăng thương. Thôi con hãy đừng khóc nữa, dừng lại đi con. Trầm luân sanh tử đau khổ mà con đã đổ xuống cho công cuộc của tử sinh này nó là như thế. Thì kính thưa quý vị, những cái tinh thần đó đó, nó ấm vô cùng và nó mạnh mẽ bao la. Cho nên người đệ tử Phật nguyện một đời, nguyện trong dòng sinh tử, đời đời có tri kiến theo dấu chân Phật, đi theo lời dạy của Phật, được gặp Phật, hết nhất cũng đi theo lời dạy của Phật. Khi chúng ta hiểu được như vậy, thì chúng ta mới biết được một cái sự cao cả biết dường nào. Mà trong muôn một ở cuộc đời này, như là câu Phúc Cú số 182 mà mới giảng khi cách nay khoảng chừng 3 giờ. Kicho Manusapatilapho Kichan Machana Chivitan Kichan Sathamasavanan Kicho Buthanamupado. Sinh làm người có dễ đâu, được làm người có sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật là khó thay. Cũng như vậy, kính thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu được một cái sự khó khăn khi chúng ta được làm kiếp thân người, một sự khó khăn khi mạng sống này còn hiện hữu, một sự rất là khó khăn khi mà được nghe giống tiếng trong chánh pháp, được nghe giảng chánh pháp, và sự thật ra thật là hy hữu, thật là khó khi mà được có Đức Phật ra đời để giống tiếng trống chánh pháp, để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta thấy cái ơn đức của Phật thật khủng khiếp, nó bao la. Nhưng cuối cùng Ngài cũng chỉ cho ta những cái gì mà nó gần kề nhất ở trong cuộc đời này, chính là cái khổ, cái nguyên nhân sinh khổ, cái sự chấm dứt khổ và con đường. Ngài dẫn cho ta, chỉ cho ta con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nó khác hơn, động cơ tinh thần chúng ta chỉ thắp hương, tụng niệm, bái bái lại lại, quỳ quỳ, cầu cầu khẩn khẩn, van van, và thế là hết. Nó không phải như vậy. Mà đó chính là thực nghiệm theo một để chúng ta tu, để chúng ta tịnh tu, hay chúng ta ít nhất cũng trong giây phút tĩnh lặng tâm hồn, cũng một đôi giây phút để quay về, để niệm pháp tướng trong cuộc đời vô thường, khổ não, vô ngã, gặp gỡ, chia ly, rồi sanh ly, tử biệt, vân vân. Những hình thái như thế, nó là một cái điều mà rất là tốt cho chính chúng ta, khi chúng ta có thể nói rằng là không chỉ ngoài là chúng ta vang vang bái bái, mà chúng ta cần phải hiểu về cái giá trị của những hồng của những cái ân đức, của những cái hồng danh của Ngài. Không có đơn giản mà một cái hồng danh như vậy, niệm suy tưởng một hồng danh đó thôi là chúng ta biết khủng khiếp. Sự thật mà nói, như là niệm A-ra-hăng thôi. Bạch Hòa Thượng biết là khi mà có những người mà bị nhập bị này nọ thì con lên con tụng kinh xíu xong con kêu người đó niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng, Đức Phật trọn lành, Sugato, Sugato, Lô-ca-vi-đô, Lô-ca-vi-đô. Họ không biết cái gì, nhưng được bảo họ đọc được tiếng Phạn. Nó như là một cái sự ngâm tẩm ở trong lòng, cứ đọc vậy, cứ phải đọc như vậy đi. Lần lần cũng tiêu hết. Bị nhập lâu ngày, điên điên khùng khùng, hoặc là vừa thần kinh mà vừa bị nhập, vừa thần kinh mà nó vừa nói theo Việt Nam vẫn chưa có vong theo đó, vậy đó. Ở đây ngoài đó cái chuyện mà cái khả năng của những hồng danh của Phật lực đó, nó cao cả lắm, chúng ta không thể nói bằng cái miệng được.
Hiểu bằng cái lý là một chuyện, hiểu bằng cái sự là một chuyện, là do tùy theo cái khả năng của mỗi người. Cho nên vì vậy, để chúng ta hiểu về Đức Phật thì nó có nhiều cấp độ hiểu khác nhau. Nhưng kính thưa quý vị, Đức Phật luôn là một nơi nương nhờ tối thượng. Đức Phật luôn là một sự che chở, luôn là một bến về cho tất cả những chúng sinh đang ở trong cái biển khơi lặn hợp bơi trôi ở trong cuộc đời này. Cái ơn đức hay là sẽ chờ đợi những người biết quay về, cho dù những người đó có làm những cái tội ác lớn lao. Như chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa, Ngài cũng tạo một cái bến bình yên cho Đề Bà Đạt Đa quay về mà. Dạ. Cho nên vì vậy, phải nói rằng là để hiểu về Đức Phật, chúng ta trước nhất thì chúng ta phải hiểu về cái sự giác ngộ của Ngài, hiểu về khả năng của Ngài trong muôn một mà xuyên qua cái thập lực hồng danh này, hay hoặc là xuyên qua những cái lời dạy một cách ngắn ngủi, một cách đơn giản về cuộc đời, về tứ đế, về vô thường, về niệm sự chết, về bất tịnh, và với cuộc đời này, cái sống cái chết nó là như thế, chỉ là một sự đổi thay, mà chính lời Phật dạy đã bao đời vô bể tan thương rồi. Dạ. Thì bao nhiêu đó thì cũng là một phần mà chúng ta gọi là báo ơn, một phần gọi là chúng ta cúng dường Phật một cách tốt đẹp nhất. Dạ. Đó chính là cái sự suy nghĩ của con là như thế. Nếu có đi gì cần bổ túc và cho được hoàn mãn, từ kính cung thỉnh Hòa Thượng Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Sa thủ kính trình thưa tôi tự quyền. Thưa quý Phật tử, lẽ ra thì chúng tôi còn một câu thảo luận nữa, nhưng mà có hai Phật tử tác sĩ nói hỏi chúng tôi về một chuyện. Đó là Đức Phật ngày viên tịch vào rằm tháng 4 theo lịch của Nam Tông và rằm tháng 2 theo lịch của Bắc Tông. Thì cho dù là tháng 2 hay tháng 4 thì trong vòng có 1-2 tháng, có 2-3 tháng thì làm sao mà có nhiều sự kiện xảy ra cái năm cuối cùng của Đức Phật như vậy? Thực ra thì đây là một câu hỏi rất là thú vị. Và câu hỏi rất là thú vị bởi vì cái lịch của Ấn Độ thì tuy rằng âm lịch nhưng mà khác với lịch của chúng ta. Đức Thế Tôn ngày viên tịch ở cái năm ngày cuối cái năm ngày 80 tuổi. Và trong cái lịch của Ấn Độ, thưa quý vị, tháng đầu tiên không phải là tháng giêng, tức là Tết Nguyên Đán của chúng ta. Tại cái Tết Nguyên Đán của chúng ta cách rằm tháng 4 đó là tới hơn 3 tháng. Dạ, hơn 3 tháng. Còn nếu quý vị nào biết về cái ngày Tết của người Lào, người Thái, người Miến Điện, Tích Lan v.v. thì cái tháng Vesak, tháng Vesak mà chúng ta gọi là mùa Khánh Đản hay là mùa lễ Vesak đó, thì đó là cái tháng đầu tiên ở trong năm. Dạ, tháng đầu tiên ở trong năm. Tức là bước qua năm mới. Dạ, bước năm mới. Thành ra Đức Phật á, thì ngày viên tịch vào cuối năm ngày 80 tuổi, chứ không phải là 3 tháng trước khi mà ngày 3 tháng khi mà ngày được 80 rồi. Không phải như vậy. Và cái lịch của tuy lần xài âm lịch, nhưng mà cái tháng trong năm á, cái tháng đầu tiên trong năm á, của người Ấn Độ không phải là tháng giêng âm lịch của mình nha quý vị. Dạ, mà đó là tháng Vesak. Dạ, tháng Vesak là tháng đầu tiên trong năm. Chúng ta nên để ý về cái chi tiết này. Và chúng tôi cũng nhắc quý Phật tử thêm một điểm nữa. Nhưng đây khi mà chúng ta nói về cuộc đời của Đức Phật đó. Đó là nhiều cái sự kiện xảy ra ở trong thời Đức Phật nó tương tự như là đối với chúng ta, như là những cái ngày hôm nay mà những cái nhà thiên văn họ dùng những cái viễn vọng kính cách chúng ta
để nhìn những cái thiên thể, những cái thiên hà, những cái tinh cầu cách chúng ta cả hàng triệu năm ánh sáng, hàng tỷ năm ánh sáng, mà họ nói rằng à cái đó nó lớn nó nhỏ, kích thước như vậy vân vân, thì làm sao mà chúng ta biết được, và làm sao mà chúng ta biết được. Thì chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là ngay cả vào thế kỷ thứ 14, hay là chúng ta nghe câu chuyện về Galileo, một cái nhà thiên văn của người Ý mà đã bị tòa thánh kết án là vì nói rằng trái đất tròn hay trái đất quay chung quanh mặt trời chẳng hạn. Hồi xưa thì ta quan niệm là trái đất phẳng và mặt trời là đi chung quanh trái đất. Nhưng mà thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 14 đó, thì nhân loại đã có thể và đã có thể quan sát được những cái hành tinh, một số các hành tinh chung quanh mặt trời, như là chúng ta nghe nói về sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, như Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh vân vân. Thì làm sao mà người ta biết rằng một vài cái tinh cầu, một vài hành tinh đó mà nó có những cái vệ tinh chung quanh, giống như chúng ta nói là vệ tinh của vệ tinh của sao Thủy vân vân. Thì thưa quý vị, họ có cách riêng để họ tính, là họ nhận thấy có cái bóng đi ngang qua. Về điểm này thì nó hơi chi tiết, hơi khó bàn, nhưng mà đại để đó là qua cái màu sắc của ánh sáng, qua nhiều thứ yếu tố mà các nhà thiên văn có thể, thậm chí họ còn có thể biết rằng cái tinh cầu đó nó là một tinh cầu bằng khí, hay là có đất, có đá như là hỏa tinh, hay hoặc giả là nó có các vệ tinh hay không, và có vệ tinh như là mặt trăng đối với trái đất chẳng hạn, rất xa thưa quý vị. Họ còn thể đo được chiều kích nữa, họ phải có cách riêng. Thì khi mà chúng ta học về cuộc đời Đức Phật, thì chúng ta có thể so sánh nhiều cái mảng về chúng ta có mảng về cái giai thoại lịch sử, và trong giai thoại lịch sử đó nó cho chúng ta những cái mốc thời gian, và từ đó chúng ta mới xác định được năm nào, sự kiện nào nó xảy ra như thế nào. Thì nó mang tính cách là hơi chuyên môn một chút, và chúng ta phải đọc kinh điển nhiều để so sánh nhiều, cân nhắc nhiều. Nhưng mà chúng ta không thể giải thích, không thể biết rõ tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta biết được nhiều hơn cái bình thường. Dạ, chúng ta biết được nhiều hơn cái bình thường. Như hồi nãy chúng tôi nói là câu chuyện mà vua Ba Tư Nặc đến đại lễ Đức Phật, nói rằng Đức Thế Tôn là dòng sắc đế lị, con dòng sắc đế lị. Đức Thế Tôn là người Cô Sa Lá, con cũng người Cô Sa Lá. Đức Thế Tôn 80 tuổi, con cũng 80 tuổi. Thì chúng ta biết rằng, lúc bây giờ là vua Tư Ba Tư Mạng chẳng những đồng tuổi với Đức Phật mà sống thọ đến 80 tuổi với Đức Phật. Nhưng mà vua Tư Ba Tư Nặc mất trước Đức Thế Tôn nhiều tháng, và do nhiều tháng như vậy, do đó xảy ra cái trường hợp là nhà vua băng hà rồi, thái tử Viduttapha đăng quang, và thái tử Viduttapha đã thân chinh để sát phạt dòng họ Thích Ca, rồi hoàng thân Mahanama đã tái tạo lại kinh thành Tam Ca Tỳ La Vệ, gọi là hậu Ca Tỳ La Vệ, và dòng Thích Ca cũng đã đến để xin phân chia xá lợi sau khi, ngay sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nói chung là những điều này xảy ra trong một năm. Vì chúng ta phải dùng đoán là tất cả những sự việc đó, việc mà dòng Thích Ca sát hại phải nằm trong lúc Đức Thế Tôn 80 tuổi, không thể trước đó được. Về những điểm này thì một phần là do sắc, một phần là chúng ta phải đi vào các cái bộ nghiên cứu của những người đi trước. Nhưng nói chung là tương đối ngày nay thưa quý vị, chúng ta có nhiều cái tư liệu, và những tư liệu này rất là khả tính. Và một trong những cái tư liệu mà người Việt Nam chưa có dịch, và chúng tôi muốn trong tương lai chúng tôi có thời giờ chúng tôi dịch, đó là một cái tư liệu về Đức Phật của ngài Nyanaponika, của ngài Nyanamoli. Ngài Nyanamoli đó là một cái vị đã dịch bộ Thanh Tịnh Đạo ra bản tiếng Anh, và khi ngài dịch đó thì ngài có sang định lại cái nội dung bằng tiếng Anh, và cái nội dung nó khác với cái bộ Thanh Tịnh Đạo kia một chút về cái bố cục, về cái sắp xếp
nó rõ, nó sáng hơn. Và Ngài Nhanabuli, Ngài là một tăng sĩ người Anh có trình độ, và Ngài thật sự cũng một người có rất có tài. Thì khi Ngài viết về cuộc đời Đức Phật á, thì Ngài viết, Ngài đưa ra ba nhân vật. Một nhân vật là thuật lại từ kinh điển, nói thời gian đó lúc đó, thì đọc nguyên cái đoạn ở trong kinh văn, trong kinh điển. Một cái vị thứ hai là vị chú thích, là lấy trong sớ giải. Và cái vị thứ ba đó là cái vị mà gọi là quán diễn. Quán diễn thì ý mà Ngài muốn làm đó, Ngài muốn làm là cũng câu chuyện mà Đức Thế Tôn sống ở trong hoàng cung tại Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà trong qua ba cái nhìn của chính ở trong kinh do Đức Phật Ngài giảng cho thánh cầu. Như Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, rồi có ba tòa lâu đài, rồi có mặc quần áo may bằng tơ lụa từ cái ca si vân vân. Thì cái đoạn không có dài, nhưng mà trong chú giải đó là giải thêm, thì là nhân vật thứ hai và nhân thực thứ ba đó là cái sự quản diễn, là do gom góp nhiều tư liệu khác nhau. Thì chúng tôi thấy rằng cái tài liệu Ngài Nhanabuli tương đối là một tài liệu rất tốt để tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật. Thì đó là một trong những tác phẩm mà chúng tôi rất muốn chuyển sang tiếng Việt trong cuối cuộc đời của mình. Nói cuộc đời thì chúng tôi 60 tuổi thì thật ra cũng biết hơn, nhưng mà chúng tôi muốn tập trung vào những cái tác phẩm mà chúng tôi tin rằng có cái lợi lạc về phương diện học thuật nghiên cứu. Thì rất mong rằng trong tương lai rất có thể là một là chúng tôi dịch quyển đó như một quyển sách, hay là chúng tôi sẽ làm dùng đó, quyển sách đó làm một cái giáo trình để giảng dạy. Thưa quý vị, bài học tới chúng ta hy vọng là không có trục trặc kỹ thuật nữa đó, thì chúng ta sẽ học cái bài số 24 là bài về những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật. Và bài học này cũng kết thúc phần 1 của cái bộ Phật học cơ bản đối với Đức Phật. Chúng ta sẽ bước qua phần 2 về giáo pháp, và phần thứ 3 là về sự hành trì. Thì học Phật mỗi ngày chúng ta học một ít, và điều quan trọng trong cuộc đời này là chúng ta học một cách nghiêm túc, học một cách bền bỉ. Và chúng ta đã duy trì lớp học này 22 năm rồi, và chúng ta tiếp tục duy trì như vậy. Mong rằng sự học Phật Pháp thường xuyên của chúng ta tạo thành một cái thương nghiệp, một cái trùng đụng duyên, một cái thường thân ý duyên, để trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn có một cái hành trang trong tâm tư rằng mỗi ngày chúng ta đều có nghĩ tưởng đến Đức Phật và suy nghiệm lời dạy của Ngài. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trong Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình tương ứng bộ, và vị giảng sư ngày mai là Thượng tọa Tư Nguyên. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đồng đụng thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã biên soạn cũng như giảng dạy về những trở ngại khi tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật, để chúng con được hiểu rất nhiều điều chúng con chưa được hiểu. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Dạ, con kính tri ân để Đức Tại Tri và Đạo Tràng cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở